câu chuyện người không có chí tiến thủ thì không bao giờ có cơ hội thành công. Văn Sĩ đến thăm một thầy giáo mà cậu không gặp kể từ khi cậu ra trường. Thầy giáo vui lắm và hỏi về tình hình gần đây của cậu ta. Cậu ấy nói, em không thích công việc hiện nay. Nó chẳng liên quan đến những gì mà em đã được học. Ngày nào cũng nhàn hạ, lương thấp chỉ đủ nuôi bản thân. Thầy ngạc nhiên hỏi, lương thấp như vậy sao em không vận động? Em không có việc gì để làm, lại càng không tìm được cơ hội nào tốt hơn. Thật ra không có gì ràng buộc em cả, chẳng qua em không tự mình tìm tòi mà thôi. Sao em không cố mà học thêm chuyên ngành nào đó để tìm công việc khác? Thầy đã khuyên Văn Sĩ như vậy. Văn Sĩ trầm ngâm một lát rồi nói, số em không may mắn, vận may nào cũng đi qua cả. Ngày nào em cũng nghĩ đến vận may, nhưng em không biết em chỉ có cơ hội khi ra sức phấn đấu. Em mãi lấp trong bóng mây đen thì liệu làm sao có được vận may? Thầy nghiêm túc nói tiếp, một người không có chí tiến thủ thì mãi mãi không có cơ hội thành công. Nếu một ngày chỉ dùng thời gian để nói chuyện phiếm thì càng không chủ động nghĩ ra cách cải thiện tình hình của mình. Đối với những người này, không thể nói là không có cơ hội mà phải nói là thiếu chí tiến thủ. Trong khi người khác hết mình vì sự nghiệp và tiền đồ thì mình lại lãng phí thời gian một cách vô ích, không tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Nếu một người không cam chịu nghèo khổ, coi cái nghèo khổ là lẽ thường và không nỗ lực vượt qua, thì tất cả nghị lực vốn có của bản thân sẽ mất đi tác dụng. Cả đời anh ta mãi mãi không thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khổ. Triết lý nhân sinh, không sợ nghèo về vật chất, mà chỉ sợ nghèo về mặt tinh thần. Một khi nghèo nàn về mặt tư tưởng, thì sẽ mất đi chí tiến thủ và mãi mãi không thoát khỏi bóng đen thất bại. Câu chuyện nắm chắc cơ hội để đi đến thành công. Một hôm, gia đình địa chủ Thế Phu tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn. Chủ nhà mời rất nhiều khách. Đêm trước khi bữa tiệc diễn ra, người phụ trách các món điểm tâm buổi sáng báo rằng anh ta đã sắp đặt món đồ ngọt, nhưng do sơ ý bị hỏng cả. Người quản gia vô cùng bối rối. Lúc này, một người hầu bếp bước đến trước mắt quản gia và ngượng ngùng nói, nếu ông cho tôi thử, tôi nghĩ tôi có thể làm ra thứ khác để thay thế. Anh à, quản gia kinh ngạc nói, anh là người thế nào dám liều lĩnh nói như vậy? Tôi là Anat, cháu của nhà điều khắc Enthia. Cậu bé tái mặt nói như vậy. Thằng nhóc thực sự người có thể làm được không? Quản gia bán tính bán nghi, nói như vậy. Nếu ông cho tôi thử, tôi có thể tạo ra một đồ vật bày trên bàn giữa phòng. Đứa trẻ bắt đầu chấn tĩnh lại. Những người hầu xung quanh không biết làm thế nào. Thế rồi, quản gia đồng ý để Anet thử. Ông ta nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, quan sát từng động tác của cậu bé, xem sự thể như sao. Cậu bé phụ bếp này bình tĩnh kêu người mang đến một chút mỡ bò. Một lát sau, đống mỡ bò có trong tay anh ta đã biến thành một con sư tử đang ngồi. Quản gia rất vui mừng, kinh ngạc, liền cho người bày con sư tử này lên bàn. Bữa tiệc bắt đầu, khách lũ lượt kéo đến và được đưa vào phòng ăn. Trong số những người khách đó có Si Vũ, một thực nghiệm nổi tiếng, có các vương tử quyền quý, có cả khách trong hoàng cung, có cả nhà bình luận nghệ thuật. Nhìn thấy con sư tử ngồi chễm chệ trên bàn ăn, mọi người thi nhau bàn tán và cho rằng đây là một tác phẩm thiên tài. Họ muốn đứng ngắm mãi con sư tử, vừa ngắm vừa luôn miệng hỏi ông chủ. Sau cùng mới hay biết đó là tác phẩm của người Anet, cháu một nhà điêu khắc nổi tiếng trước đây. Họ sững người lại, lập tức cho gọi người Anet đến hỏi, và quản gia đành cho cậu bé tới. Các vị khách quý mới hay biết con sư tử với những đường nét tinh xảo trước mắt họ lại là tác phẩm của một cậu bé. Họ đều kinh ngạc.
cả bữa tiệc lập tức biến thành một buổi trầm trồ ngưỡng mộ cậu bé này. Ông chủ nhà lập tức tuyên bố, ông ta sẽ bỏ tiền ra tìm cho cậu bé một ông thầy tốt nhất để cho cậu bé phát huy tài năng thiên bẩm của mình. Quả nhiên, ông chủ không nuốt lời hứa và cậu bé đã cố gắng tận dụng cơ hội. Cậu hy vọng có thể trở thành một nhà điêu khắc giỏi. Rất nhiều người còn chưa biết cậu bé đã làm thế nào để tận dụng cơ hội hiếm hoi thể hiện tài hoa của mình. Tuy nhiên, không ai là không biết người Athena nhà điêu khắc nổi tiếng trước đó. Ông cậu bé, mọi người chỉ biết sau này cậu bé đó cũng trở thành một trong những nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới. Triết lý nhân sinh, cơ hội không thể tự nhiên mà có. Bạn phải cố gắng thể hiện năng lực của mình trước mọi người mới như thế mới có thể tìm được cơ hội. Thế nhưng, bước đầu tiên phải để người khác phát hiện ra bạn, sau đó họ cảm nhận về bạn, đánh giá cao về bạn và tin tưởng bạn. Do đó, bạn phải dám nghĩ, dám làm, tìm tòi cơ hội có như vậy mới gặt hái được thành công. Câu chuyện, lúc nhàn rỗi, cũng là lúc thực hiện cơ hội của mình. Cựu Phó Tổng thống Mỹ, John Tung, người sinh ra trong một gia đình nghèo. Khi còn nằm trong nôi bập bẹ tập nói, thì cái nghèo đói đã lộ ra trên nét mặt cậu. Đến năm 10 tuổi, John Tung rời xa gia đình. 11 năm sau đó, cậu đi theo thợ học việc, mỗi năm chỉ được học một tháng ở trường. Sau 11 năm làm việc nhọc nhằn gian khổ, sau cùng cậu được trả thù lao là một con bò và một con cừu. Cậu ấy đem bán lấy 84 đô la Mỹ. Cậu ấy mới biết được kiếm được đồng tiền là rất khó, vì vậy quyết không lãng phí. Cậu ấy chưa tốn một xu nào vào các trò giải trí. Trong chi tiêu cậu đều tính toán kỹ lưỡng. Đến năm 21 tuổi, cậu ấy đã đọc được 1.000 cuốn sách quý. Đối với một đứa trẻ theo học việc như cậu ta thì đây quả là nhiệm vụ đầy gian khổ. Sau khi rời nông trường, cậu ấy đã đi bộ hàng trăm dặm đến gần thành phố Massachusetts để học nghề nhuộm da giày. Cả chặng đường hành trình, anh ta chỉ tiêu hết 1,6 đô la Mỹ. Qua ngưỡng cửa 21 tuổi được một tháng, anh ấy vào một cánh rừng già mà ít người lui tới. Từ sớm đến tối, anh chăm chỉ đốn gỗ thuê. Sau một tháng lao động cần mẫn, anh ta kiếm được 6 đô la Mỹ tiền thù lao. Trong hoàn cảnh khó khăn này, John Tung quyết không bỏ sót cơ hội tiến thân của mình. Rất ít người hiểu rõ giá trị của thời gian nhàn rỗi bằng anh ấy. Anh ấy tận dụng thời gian nhàn rỗi như thể nắm được vàng, không bỏ phí từng phút từng giây. Sau 12 năm, cậu bắt đầu xuất hiện trên chính trường, được bầu vào quốc hội và bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình. Triết lý nhân sinh, phải ra sức tận dụng thời gian nhàn rỗi, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, phải tranh thủ cơ hội để vươn lên. Bạn đang nghe trên Audio Cổ Học. Chúc quý bạn có những buổi nghe vui vẻ và ý nghĩa. Câu chuyện, cố gắng tạo ra thời gian cho mình. Một ngày có 24 giờ, ai trong chúng ta cũng có số lượng thời gian bình đẳng như vậy. Mệnh đề này đã trở thành tiền đề để quản lý thời gian. Nhưng sự thực lại khác. Các chính trị gia, họa sĩ, những bậc thầy âm nhạc, văn hào, học giả và cả những vị giám đốc hiện đại, trong vòng 24 giờ, họ hoàn thành một lượng lớn công việc, cho dù về chất lượng hay số lượng, đều vượt qua sự tưởng tượng của người thường. Những người khác cũng có 24 giờ nhưng không để lại dấu ấn gì. Một ngày có 24 giờ nhưng những người khác nhau thì lại làm lượng công việc khác nhau. Do đó, ngoài thời gian cố định thì liệu có thêm giai đoạn thời gian nào không? Ví dụ, Mozart chỉ sống 35 năm, nhưng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình ông ấy đã sáng tác 600 tác phẩm xuất sắc lưu truyền cho hậu thế. Ngược lại người khác sống 70, 80 năm nhưng thành quả cũng như vậy. Xét về thời gian ứng dụng thực tế 24 giờ của MODA, thì mỗi phút, mỗi giây đều như dài hơn thời gian tương tự của người khác.
lại so sánh những thành tựu giữa Johansson và Bất. Johansson đã sáng tác những tác phẩm vĩ đại về thể loại văn học như thơ, kịch, tiểu thuyết. Kể từ khi anh ta được bầu làm nghị sĩ từ năm 27 tuổi, thì lĩnh vực chính trị cũng hết sức nổi bật và có những cống hiến quan trọng. Năm 1815, ông được bầu làm chủ tịch quốc hội. Ngoài ra, ông ta còn tham gia nghiên cứu các lĩnh vực khoa học tự nhiên như hội họa, địa chất học, khoáng sản học, thực vật học, quang học. Lĩnh vực nào ông cũng gặt hái được những thành công rực rỡ. Về tiểu thuyết, ông có tác phẩm nổi tiếng như Sự phiền muộn của thiếu niên, Cuộc đời người quản lý. Ngoài ra còn có tác phẩm tự truyện. Ngoài ra, ông không chỉ là nghiên cứu trên lĩnh vực nghệ thuật mà ông còn nghiên cứu trên lĩnh vực thiên văn học, vật lý học, địa lý học, kiến trúc học, chế tạo hơi khí, cơ giới học. Tác phẩm hội họa của ông gồm Nụ cười của nàng Moliza, Thánh Anna và Đức Mẹ Đồng Trinh, Bữa ăn cuối cùng. Do đó, điều dễ dàng nhận thấy ở người vĩ đại là để lại cho đời sự nghiệp đồ sộ đó là họ đều là những người thành công trong việc tạo ra thêm thời gian cho mình. Triết lý nhân sinh: người thành công, để đưa sự nghiệp của mình đến đỉnh vinh quang, thì phải làm phong phú thêm thời gian vốn có của mình. Câu chuyện đưa mình trở lại cuộc sống ban đầu. Ông Bích, người Đức, kể lại cho chúng tôi câu chuyện như sau. Đêm giao thừa năm đó, một ông già đứng lặng trước cửa sổ, ông ta phóng tầm mắt ra xa, từng vì sao ẩn hiện dưới mặt hồ. Ông cúi đầu trầm ngâm, nhiều số phận vô vọng hơn ta đang trở về với cát bụi. Ông nghĩ đến mình cũng đã ngoài 60 tuổi. Trên bước đường đời ngoài thất vọng và nuối tiếc, ông chẳng được thứ gì khác. Ông già nua lụ cụ, đầu rỗng tuếch, tâm trạng buồn bực phải chăng tuổi tác đã dày vò ông. Thời trai trẻ chợt hiện ra trước mắt. Ông nhớ lại thời khắc trang nghiêm khi đó cha ông đã cho ông lựa chọn một trong hai con đường. Một con đường hướng tới thế giới thanh bình, nơi đó có ánh mặt trời rực rỡ tràn đầy khát vọng. Một con đường dẫn tới vực thẳm, ở đó toàn là rắn độc lồm ngồm, lưỡi thè hằn học, nọc độc tuôn trào. Ông ngước nhìn đêm tối rồi đau khổ kêu lên: ngày xưa ơi, hãy trở về với ta. Cha ơi, hãy cho con trở về cuộc sống đời thường. Con sẽ chọn con đường chân chính như người cha và thời hoàng kim của ông mãi mãi không bao giờ trở lại. Ông ta nhìn thấy một tia sáng vụt lên giữa bạt ngàn u ám rồi lại tắt đi. Ông thấy một ngôi sao đang rời khỏi ngân hà rơi vào chốn u tối. Đó cũng là hình ảnh của bản thân ông. Nỗi phiền muộn như một mũi tên đang xé nát trái tim ông. Ông nhớ lại thuở cùng chúng bạn hăm hở tràn đầy nhiệt huyết bước vào cuộc sống. Thời đó thật đẹp biết bao. Đêm giao thừa hôm nay, ký ức đó lại dội vào trong ông. Còn gì vui hơn, nhưng sao ông vẫn thấy buồn man mác. Tiếng chuông nhà thờ vang lên. Nó càng làm cho con người lêu lổng như ông thêm phần đau khổ. Ông nhớ lại lời dạy của cha. Nhớ về những gì tốt đẹp nhất mà cha đã làm cho mình. Chợt hai hàng lệ lăn trên má. Ông kêu thất thanh trong nỗi tuyệt vọng: hãy về đây tuổi thanh xuân ơi, hãy về với ta. Thời thanh xuân của ông đã thực sự trở lại. Nguyên do là tất cả những điều ở trên đều do ông ta mơ mà ra. Cho dù mắc phải một chút sai lầm, nhưng ông vẫn còn trẻ. Ông cảm ơn trời đất. Trời đất này vẫn là của ông. Không những ông cha đẩy vào vực thẳm mà ông vẫn có thể tự do trên con đường chân chính hạnh phúc của mình. Triết lý nhân sinh: những người chần chừ, không biết lựa chọn hướng đi nào trước ngưỡng cửa cuộc đời, thì cần ghi nhớ, chờ tới khi năm tháng trôi qua, thì mới chậm chạp bước trên con đường tăm tối, rồi thất thanh trong sự đau khổ: tuổi thanh xuân ơi, hãy trở lại với ta. Thì đó chỉ là sự uổng công vô ích mà thôi. Câu chuyện: thời gian là vàng bạc. Thời gian dành cho cuộc sống của chúng ta là hữu hạn. Ngày và đêm thay đổi cho nhau theo quy luật. Thời gian của ngày không thể lấn sang thời gian của đêm và ngược lại.
cuộc đời con người được phân thành 3 giai đoạn và thời gian là có hạn: thiếu niên, trung niên và tuổi già. Mỗi giai đoạn lại thích hợp với từng công việc đặc thù ở độ tuổi đó. Giống như mùa vụ, một khi đã quá thời vụ thì tất cả công việc cực nhọc đều trở nên vô ích. Thời gian là hữu hạn, không thể kéo dài hay rút ngắn lại được, nên giá trị của thời gian thể hiện trong việc sử dụng nó như thế nào. Do vậy, chúng ta cần quý thời gian, sử dụng nó một cách hiệu quả. Sử dụng thời gian một cách có hiệu quả, quý trọng thời gian thì chỉ có một cách là: trong cuộc sống bạn cần xác lập một mục tiêu. Một mục tiêu phù hợp với đạo đức và các chuẩn mực, đồng thời ra sức thực hiện mục tiêu này. Một người không có mục tiêu phấn đấu thì cũng chính là người lãng phí thời gian, không có mục đích gì, chỉ bình thản đọc cuốn sách trong tay thì thật lãng phí thời gian biết bao. Dạo hết cửa hàng này sang cửa hàng khác, đi hết đường phố này sang đường phố khác mà chả có mục đích gì thì thật là uổng công vô ích biết chừng nào. Xác định được mục tiêu, tiết kiệm được thời gian thì có thể giúp được người ta đi đúng hướng trong cuộc sống. Mỗi khi đứng trước nhiều sự việc, anh ta đều biết lựa chọn sự việc với mục tiêu rõ ràng và có lợi cho anh ta, tránh những mục tiêu không có lợi cho mục tiêu của anh ta. Người ta nhận thấy những người làm việc nhiều nhất thì họ cũng có thời gian nhiều nhất. Điều này là do họ có mục tiêu rõ ràng. Họ cho rằng để thực hiện mục tiêu của họ thì phải sắp xếp chính xác thời gian, chứ không thể do dự mà lãng phí thời gian. Càng không thể lơ là rồi lấy lý do là điều kiện khách quan. Họ luôn tạo điều kiện cho mình thực hiện các mục tiêu trong cuộc sống của mình. Triết lý nhân sinh: giá trị của thời gian giống như giá trị của tiền bạc, hoàn toàn thể hiện ở chỗ sử dụng như thế nào. Kẻ hà tiện chỉ dám bỏ ra một ít tiền để cứu mạng sống của mình, thực ra cũng giống như những người nghèo, gia tài phú quý của anh ta cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tương tự, người hoài phí thời gian đi tìm hạnh phúc lớn lao hơn hay làm mất đi hạnh phúc của người khác thì cũng đích thực là người hoang phí thời gian. Câu chuyện: thời gian là vĩnh hằng. Thời gian, từ này có nghĩa là gì vậy? Chúng ta sinh ra, trưởng thành và qua đời. Tất cả những điều này như thể xảy ra theo thời gian. Dường như thời gian là cái gì đó to lớn cao cả, mênh mông. Như thể thời gian là một thiên thể vô hình, bao trùm cả thế giới, cả cuộc sống và cõi chết, mà trái đất này như biển xanh, vô số các loài cá tranh đua nhau và cùng tồn tại. Chúng ta gọi những gì đã qua đi là quá khứ, coi những gì đang diễn ra là hiện tại, gọi những gì sẽ diễn ra hoặc những gì chúng ta dự định làm là tương lai. Nhưng tất cả đều ở trong bản thân ta, dù không nằm ngoài ta. Những cái gì trước kia thì tồn tại trong ký ức, những gì trong hiện tại thì đang thu hút sự chú ý của ta, còn những gì là tương lai thì nằm trong hy vọng và sự chờ đợi của ta. Thực ra, chúng ta luôn ở trong trạng thái chờ đợi điều gì đó. Cuộc sống của ta dần dần trôi qua trong sự chờ đợi. Có người nói, bản thân cuộc sống chính là sự chờ đợi. Chúng ta cho rằng mỗi thời khắc nào đó rồi cũng sẽ tới và nhất định sẽ tới. Và như vậy sự chờ đợi của chúng ta cũng được thực hiện. Trong mỗi tình huống nào đó, thỏa mãn và thực hiện nguyện vọng của chúng ta như thể phụ thuộc vào thời gian. Trong những tình huống khác chúng ta kiên định tin tưởng và xác nhận thời gian phụ thuộc vào chúng ta, nhưng chúng ta không thể kéo dài thời gian. Thời gian được chúng ta chia thành thời đại, thế kỷ, niên đại. Đồng thời chúng ta cũng gắn cho sự phân chia kết cấu này một cái tên nhất định, coi chúng là sự vật nào đó tồn tại trong chúng ta nhưng không lệ thuộc vào ý thức chúng ta. Chúng ta tin tưởng chúng ta có thể đo được thời gian, nhưng trên thực tế ngoài ý thức chúng ta không tồn tại sự vật gì. Ngoài những trang sách của chúng ta cũng không tồn tại sự vật gì. Trang sách đã viết ra tư tưởng của chúng ta. Đó là những ngôn từ hoang đường và rỗng tuếch của chính chúng ta. Thời gian tự thân nó không phải là gì cả. Nó không phải là hiện tại, cũng không là thực thể, mà chính là một từ trong tư tưởng và trong những cuốn sách của con người, là dấu vết hẳn lại trên phiến đá. Triết lý nhân sinh: thế giới này chẳng có gì là cao đẹp,
Có lẽ thời gian chính là thứ cao đẹp duy nhất mà chúng ta có. Chúng ta đừng hoang phí nhé. Chả ai biết ngày mai có thể xảy ra điều gì. Thời gian là vĩnh hằng. Người hoang phí thời gian chính là người hoang phí vĩnh hằng. Câu chuyện: tìm thấy cảm giác của thời gian. Ông VESNKI viết một cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng mang tên Tiếng Bỏ Kêu. Các nhân vật trong sách không có đủ thời gian để làm những việc tốt đẹp trong cuộc sống. Bởi vì kẻ cướp thời gian đã đến thành phố này và luôn khiến mọi người suốt ngày chỉ tập trung vào những việc làm vô ích. Và như vậy nó đã cướp đi thời gian của mọi người càng nhiều hơn. Thậm chí Napoleon cũng từng gặp kẻ đánh cướp thời gian. Ông ta phàn nàn rằng, có một kẻ cướp mà không thể nào trừng trị nó, mà nó lại cướp đi một thứ quý báu nhất của chúng ta. Đó là thời gian. Tuy luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng, nhưng Napoleon vẫn là người thành công. Đặc biệt ông ta hết sức nhẫn nại trong thời gian nhất định. Còn trong những thời khắc quan trọng, ông ta lại thể hiện sự quyết đoán. Xem ra, vấn đề không phải là có nhiều thời gian, mà điều quan trọng là làm thế nào để sử dụng tốt nhất số thời gian vốn có. Điều khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, đó là chuyện những người có nhiều thời gian nhất thì lại cho rằng mình không có thời gian. Họ không chỉ không sử dụng một cách có hệ thống thời gian vốn có, mà ngược lại luôn đặt mình vào trạng thái căng thẳng. Người hay quên, người thần kinh thì rất dễ bị phân tán sự tập trung. Họ thường lãng phí rất nhiều thời gian mới đạt được mục đích. Hoàn thành nhiệm vụ lớn lao cũng có nghĩa là phải đầu tư tài lực và trí lực một cách có mục đích. Nếu chúng ta cho rằng thời gian rất quý thì chúng ta cần quý nó như một thứ hàng xa xỉ. Giả sử, rất ít khi chúng ta được uống rượu sâm panh. So với người ngày nào cũng uống thì chúng ta lại có cảm giác muốn nhấm nháp nhiều hơn. Nhiều năm qua, một số người luôn trách là có ít thời gian. Ai mà biết lại là những người có rất nhiều thời gian. Vì là họ đang yêu, chính họ cũng ngạc nhiên khi nhận thấy bớt chút ra vài tiếng để đi ăn một bữa cơm lãng mạn thì không khó. Thậm chí một số người còn để thời gian trôi đi nhiều hơn nữa khi họ đang có những giây phút đẹp. Người đang yêu có thể hoàn thành một lượng lớn công việc trong khoảng thời gian khá ngắn. Đối với những công việc quan trọng chúng ta luôn dự trù đủ thời gian. Tình yêu là điều gì đó khiến người ta luôn hưng phấn. Nếu ai muốn yêu một người thì họ luôn phấn đấu vì người đó. Tương tự, nếu ai nhiệt huyết với công việc thì họ hết lòng đầu tư vào công việc đó. Sự hưng phấn có thể khiến người ta phát huy sức sáng tạo tiềm tàng. Do đó, tôi không có thời gian. Câu nói này thực chất có nghĩa là tôi không hứng khởi gì. Triết lý nhân sinh: mỗi người phải tự tìm cho mình ý nghĩa của cuộc sống. Mỗi người cần phải làm một công việc nào đó để giúp cho mình tìm thấy cảm giác thời gian một cách đích thực. Thời gian nhàn rỗi của ai đó càng ít thì họ càng hiểu rõ giá trị của thời gian, càng ra sức sử dụng thời gian. Câu chuyện: tiếng chuông vận mệnh. Một thanh niên tính tình nóng nảy đến nhà bạn chơi. Đến dưới lầu nhà bạn, anh ta bấm chuông. Hai tiếng chuông kêu lên, trong nhà không có động tĩnh gì. Anh ta không chờ đợi mà ra về. Vừa đi được mấy bước, anh ta nghĩ làm như vậy là không ổn, đành quay lại bấm chuông. Lần này thì anh ta không còn đủ kiên nhẫn. Chuông réo hai hồi, anh ta lại quay về. Nhưng đi được vài bước anh ta lại quay lại. Lần này vừa bấm chuông, chẳng biết sự thể thế nào, chợt thấy vai lạnh buốt, rồi cả thân mình ướt sũng. Nguyên do là anh bạn vẫn ở trong nhà, mấy lần mở cửa ra ngoài mà không thấy gì. Anh ta nghĩ có kẻ nào đó nghịch chuông nhà mình, liền lên lầu chuẩn bị sẵn một thau nước lạnh, quyết trả thù. Ấn chuông nhà bạn bị dội một gầu nước lạnh, vậy bấm chuông cuộc đời liệu có tránh khỏi gáo nước lạnh của cuộc đời không? Triết lý nhân sinh: trước ngưỡng cửa cuộc đời, có thể kiên nhẫn một chút, chờ thêm một ngày, một giờ, một phút xem, kết quả có thể hoàn toàn khác. Câu chuyện: chó và thực nghiệm tâm lý học. Một nhà thí nghiệm tâm lý học nổi tiếng
Trong quá trình thí nghiệm một số con chó nhưng không mang lại kết quả gì bởi cách thức thí nghiệm quá đơn giản. Quá trình thí nghiệm, có một cái lồng rất lớn, đáy bằng sắt, giữa lồng là hàng rào ngăn cách bằng sắt, chia lồng làm hai ngăn, cho chó vào một bên lồng, và cho dòng điện chạy qua đáy lồng. Chó bị điện giật đã nhanh chóng chạy sang ngăn kia để tránh điện. Khi truyền điện vào ngăn kia, chó lại quay lại vào ngăn ban đầu. Nhiệm vụ này rất đơn giản. Cùng với sự thay đổi của vị trí thông điện, chó đi qua đi lại giữa lồng nhằm tránh điện. Do đó, cái lồng này gọi là lồng mắc cười. Tuy nhiên, có một nhóm chó khác khi bị điện giật, chúng không có động tác nhảy lên hay giãy giụa nào. Toàn thân run cầm cập, miệng kêu nho nhỏ, một cảnh tượng đáng thương. Tại sao nhóm chó này lại bỏ mặc người sâu xé như vậy? Nguyên do là trước khi số chó này vào lồng, nhà tâm lý học đã tiến hành thao tác như sau. Buộc nhóm chó này vào một trụ sắt, thỉnh thoảng lại cho điện giật chúng. Sau khi bị điện giật, chó giãy giụa nhảy lên, gầm thét. Nhưng dù chúng có giãy giụa cũng không thoát khỏi sự giày vò của dòng điện. Trải qua mấy ngày với vài chục lần điện giật mà không thoát ra được, nhóm chó này đã từ bỏ những nỗ lực. Khi bị điện giật, chúng chỉ biết nằm bò ra, người run lên, miệng gầm gừ và không giãy giụa nữa. Vì nhóm chó này vào trong lồng, chúng biết giãy giụa khi điện giật chỉ là vô ích. Nhóm chó thất bại này vẫn không thoát khỏi cột, không suy xét nghiên cứu thêm, chỉ cho rằng không thoát khỏi hàng ngăn cách trong lồng nên đã mắc phải lỗi logic. Triết lý nhân sinh, cái gọi là thất bại, thực ra chính là một loại cảm giác của mình trong quá trình hướng tới mục tiêu. Do nhiều lần gặp trở ngại mà nảy sinh tưởng tuyệt vọng, tự mình tạo ra sự trở ngại trong lòng. Sau mỗi lần trắc trở, chúng ta nảy sinh hoài nghi về năng lực và vận mệnh của mình, nảy sinh tư tưởng thất bại, muốn từ bỏ nỗ lực. Như vậy chúng ta đã thất bại. Câu chuyện: đừng khuất phục trước bão táp. Sấm sét hôm đó thật khủng khiếp, bên ngoài tựa như những con thú dữ gầm thét đánh nhau liên hồi. Sấm sét gầm rú tìm đối tượng, gió sục sạo khắp nơi. Cuối cùng nó cũng tìm thấy một khe hở tràn vào phòng. Mọi người đều kêu lạnh, chẳng còn tư tưởng nào đọc sách. Phòng rộn lên tiếng dậm chân. Lúc này thầy giáo chen vào giữa phòng, cũng là lúc mang đi theo luồng gió lạnh. Tấm bản đồ thế giới treo trên tường cũng bị gió cuốn đi. Hôm trước thầy hiền là thế, bỗng chốc thay đổi thái độ. Mặt thầy nghiêm nghị, căng thẳng, giống như những gì diễn ra ngoài trời. Sự huyên náo trong phòng tan biến. Đám học trò nhìn thầy với con mắt sợ sệt, mời các em gấp sách lại. Chúng ta ra sân tập mấy chục cặp mặt ngơ ngác, chúng ta phải ra sân tập đứng nghiêm 5 phút dù thầy dọa. Ai không tuân thủ ngày mai không được đến lớp nữa, nhưng một số học sinh nữ và mấy cậu khỏe mạnh cũng không ra khỏi phòng. Sân tập ở phía đông bắc của trường. Phía bắc là khu vườn rộng, sau đó là một cái ao lớn. Hôm đó nước ngập khắp nơi nên không phân biệt được đâu là vườn rau, đâu là ao cá. Mắt lũ học sinh nhắm chặt lại bởi gió. Chiếc áo dày biến thành những tảng băng lớn, chân cứng lại như ngâm trong đá. Lũ học trò tranh nhau trú vào mái hiên, không muốn ra sân tập nửa bước. Thầy không nói gì đứng trước học sinh. Thầy cởi áo ra. Vừa cởi được một nửa thì gió cuốn hết phần còn lại đến thao trường. Mặt tím tái nói với học sinh như vậy. Chả ai lên tiếng. Đám học trò đành phải đi tới thao trường xếp thành ba hàng nghiêm chỉnh. Với dáng vẻ gầy gò khoác trên mình là chiếc áo lót, trông thầy thật tội nghiệp. Đám học trò thì đứng nghiêm. 5 phút trôi qua, thầy bình tĩnh nói, giải tán. Trở lại phòng học, thầy nói, lúc trong phòng chúng ta nghĩ rằng mình không thể đứng trước gió. Nhưng thực ra để các em đứng nửa tiếng các em cũng chịu được. Để các em mặc áo lót các em cũng chịu được. Đứng trước khó khăn nhiều người nhụt chí. Nhưng dám đối mặt với khó khăn các em mới thấy khó khăn cũng chỉ như vậy mà thôi. Đám học trò rất vui vì tất cả đều ra thao trường, đứng trước gió và họ đã học được bài học quan trọng.
triết lý nhân sinh. Trước khó khăn nhiều người thường chùn bước. Tuy nhiên người thành công thường rất có bản lĩnh. Họ dám đối mặt với khó khăn và họ nhận ra rằng khó khăn cũng chỉ là vậy mà thôi. Câu chuyện: cái hố nhỏ không đáng sợ như chúng ta nghĩ. Linda cùng vài người bạn ra ngoại thành leo núi vào một ngày chủ nhật. Hôm đó bọn họ chơi đùa rất vui. Chẳng mấy chốc mặt trời đã sắp lặn mà họ vẫn còn ở trên đỉnh núi. Nếu như quay trở lại đường cũ thì phải mất 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Lúc này có người đưa ra ý kiến họ biết một con đường tắt khác chỉ mất có 1 tiếng là có thể xuống được núi nhưng phải đi qua một cái hố nhỏ. Nhìn mặt trời càng lúc càng xuống thấp, họ đành phải đồng ý đi đường tắt. Cái hố nhỏ đó sâu chừng mấy mét. Trong hố có tiếng nước chảy tí tách, âm thanh vừa trống rỗng nhưng vang vọng. Cái âm thanh đó làm cho người ta nghĩ đến cái cảnh chẳng may trượt chân ngã xuống. Nên tiến lên hay quay trở lại đây? Họ đã đứng trước miệng hố rất lâu mà trời thì mỗi lúc một tối hơn. Lúc này có một cô gái đứng ra. Đó là một người con gái trẻ. Cô cầm một cành cây để đo miệng hố sau đó đặt xuống dưới đất rồi nói: miệng hố rộng chừng này mọi người hãy thử nhảy qua xem. Mọi người đã nhảy qua khoảng cách rộng như vậy trên đất liền. Nhưng khi trước mặt là cái hố nước đầy thì lại có người do dự. Người đầu tiên nhảy qua miệng hố là người con gái đó. Sau đó mọi người động viên lẫn nhau từng người một nhảy qua miệng hố, cả người nhát gan như Linda. Lúc nhá nhem tối, họ xuống tới chân núi. Trên con đường mới, họ còn phát hiện được một vùng hoa đào màu trắng phớt hồng. Thời tiết tối thế này, màu sắc rực rỡ như vậy làm cho người ta vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ. Xuống núi chẳng bao lâu thì thời tiết bắt đầu mưa. Mưa vừa to vừa mãnh liệt. Mọi người đều cười nói, cái hố đó không đáng sợ như chúng ta tưởng tượng. Điều đáng sợ chỉ là sự tưởng tượng của chúng ta. Chỉ cần chúng ta nhấc chân phải đã có thể vượt qua hay sao? Mà mọi việc trên đời khó có thể đoán trước được. Sự an toàn cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như lúc đó chúng ta chọn con đường cũ để quay lại thì bây giờ chúng ta đều đã ướt như chuột lột rồi cũng nên. Triết lý nhân sinh: trong cuộc sống, việc bạn thường xuyên gặp phải khó khăn trở ngại. Đứng trước những khó khăn đó, điều mà người ta cần chỉ là dũng khí để vượt qua. Câu chuyện: có thắng có thua đều tốt. Đây là một cuộc đua chạy đường dài căng thẳng. Có hơn 10 người tham gia. Họ đều là những người cao thủ được chọn lựa từ mọi nơi. Vậy mà sau cùng chỉ chọn được 3 người đoạt giải, thế nên cuộc đua càng trở nên kịch liệt. Một vận động viên do kém một bước chạy mà bị tụt lại phía sau, trở thành người thứ tư về đích. Anh ấy bị trách móc nhiều hơn so với những vận động viên mà thành tích kém hơn anh ấy. Thật là việc sắp thành mà lại hay. Chạy như thế này thì có khác gì người đứng đầu từ dưới lên. Đó chính là cách nhìn của mọi người. Vận động viên này nói một cách rất thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng không đạt giải nhưng trong số tất cả những người không đoạt giải tôi vẫn đứng thứ nhất. Triết lý nhân sinh: trong các cuộc thi đấu, thái độ lạc quan hài hước sẽ quý hơn nhiều so với những thứ bậc và phần thưởng. Người mà lẽ ra thắng cuộc, nhưng do sơ ý bị thua cuộc mà cố gắng vươn lên, thì mới là người có thể đạt được thành công to lớn hơn. Câu chuyện: chỉ cần một bước lùi. Trong núi kia, có một người tiểu phu sống bằng nghề đốn củi. Ông đã làm việc rất vất vả, cuối cùng đã xây cho mình được một căn nhà để tránh mưa gió. Một hôm, ông gánh củi vào thành giao bán. Chiều tối khi trở về, ông chợt phát hiện ra nhà mình đang cháy. Hàng xóm xung quanh đã đến giúp ông dập lửa, nhưng do gió lúc chập tối, lửa quá mạnh nên không có cách gì dập tắt được ngọn lửa. Mọi người chỉ biết đứng nhìn ngọn lửa đang thiêu cháy căn nhà gỗ. Khi ngọn lửa đã tàn, mọi người nhìn thấy bác tiểu phu trên tay cầm một cây gậy tiến vào đống cho tàn và vội vã lật tìm cái gì đó trong căn nhà sập. Những người đứng xung quanh cho rằng ông ấy đang tìm một vật quý nào đó được cất giấu trong căn nhà. Vì vậy họ đều đứng theo dõi cử động ông lão một cách hiếu kỳ.
Một lúc sau, Bác Tiểu Phu bỗng hô to: "Tôi tìm thấy rồi, tôi tìm thấy rồi." Mọi người thi nhau chen lên phía trước để xem. Họ phát hiện ra rằng Bác Tiểu Phu đang cầm một cái rìu trong tay. Thật ra cũng chẳng phải một vật báu gì đáng giá. Bác đang lắp cán rìu vào lưỡi một cách rất phấn khởi, đầy tự hào. "Chỉ cần có cái rìu, tôi sẽ xây lại một căn nhà vững chắc và kiên cố hơn." Triết lý nhân sinh: người thành công không phải là người chưa từng thất bại, mà họ chính là người biết vươn lên từ những thất bại trước đó. Câu chuyện: kết quả cuối cùng có thể chỉ là một vết nhơ. Mary sinh năm 1867 tại thủ đô Warsawa, Ba Lan. Bố cô là một giáo viên dạy vật lý và toán học tại một trường trung học. Mẹ cô từng là hiệu trưởng một trường tiểu học. Ngay từ nhỏ, Mary đã rất yêu thích khoa học. Căn phòng của bố cô có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm và mẫu các khoáng vật, và chúng luôn thu hút lòng yêu thích của cô. Năm 1890, Mary đã mang theo số tiền dành dụm của cô sang Pháp và học 4 năm trong một học viện vật lý tại Paris. Mary đã sống một cuộc sống vất vả, cơ cực nhưng cũng rất đỗi tự hào. Bằng nghị lực phi thường, cô đã khắc phục và vượt qua muôn vàn những khó khăn mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Trong mùa đông dài dằng dặc, sống trong một gác xếp trên nóc nhà, gió quá lạnh nên cô không thể ngủ được. Cô bèn lấy tất cả áo quần mặc vào người hoặc phủ chăn đắp lên người. Thậm chí, có lúc cô còn đặt cả ghế lên chăn để lấy hơi ấm. Sự đam mê khoa học đã làm cho cô quên hết những khó khăn của mùa đông và những thiếu thốn vật chất. Dường như trong cô có một sức mạnh huyền bí nào đó luôn kịp thời nâng đỡ giúp cô vững bước trên con đường nghiên cứu khoa học. Để thực hiện hoài bão của mình, cô đã quyết tâm bỏ qua niềm vui của những cô gái trẻ. Cô đã chấp nhận một cuộc sống khó khăn, cách ly hẳn với thế giới bên ngoài. Cô đã có bằng thạc sĩ vật lý và cô còn phải tranh thủ học thêm một bằng thạc sĩ toán học. Cô không ngừng thôi thúc mình dũng cảm tiến lên phía trước. Sự kiên trì đã làm cô dần nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học và cuối cùng, cô đã trở thành một ngôi sao sáng trong lĩnh vực khoa học. Năm 1895, Mary đã kết hôn với Kate. Sau đó, người ta mới bắt đầu gọi Mary là Kate phu nhân. Về sau, họ là những người đầu tiên trên thế giới phát hiện và ra nguyên tố radium, nguyên tố có tính phóng xạ. Mary làm việc trong môi trường khá vất vả, trang thiết bị thì thô sơ. Trong quá trình tìm ra nguyên tố radium, Mary luôn ở trong phòng thí nghiệm, thực nghiệm theo cách mang những mảnh hắc ín cho vào một cái nồi sắt miệng rộng, sau đó dùng một cái gậy to trộn quấy nó lên. Do nguyên tố radium được Mary tìm ra chỉ là trên lý thuyết, chứ chưa có cách để chứng minh. Vì vậy, ban giám đốc trường Đại học Paris đã từ chối những trang thiết bị mà bà yêu cầu như phòng thí nghiệm, nhân viên hỗ trợ. Bà chỉ có thể làm thí nghiệm trong cái nhà kho lụp sụp. Trong 4 năm làm việc, 2 năm đầu bà làm những công việc nặng nhọc tại nhà máy hóa chất. Bà tiến hành các phản ứng hóa học để tách bỏ các nguyên tố tạp chất. Cuối cùng chỉ còn lại radium. Sau hơn 1.000 ngày đêm miệt mài làm việc, 8 tấm quặng to lớn cuối cùng chỉ tinh chế ra một chút chất lỏng trong một cái bát nhỏ. Một lúc sau lại kết tinh thành một mảnh tinh thể nhỏ. Đó chính là nguyên tố radium. Bà dồn nén cảm xúc trong lòng và chăm chú nhìn vào cái bát pha lê nhỏ, tất cả chỉ là một vết bẩn. Đó là kết quả cuối cùng của 4 năm lao động vất vả cật lực. Nếu như là người khác thì họ cũng phải tức giận, nổi nóng sau đó đập tan cái bát thủy tinh đi cùng những vết bẩn đó. Nhưng Mary thì không. Mary mệt mỏi trở về nhà. Nằm trên giường, bà vẫn nghĩ về vết bẩn đó. Đó là chất gì vậy? Mình lại thất bại nữa hay sao? Tại sao lại chỉ là một nhúm bẩn mà không phải là tinh thể không màu hoặc là màu trắng? Đó mới chỉ là radium mà chúng ta cần, Mary thét lên. Đột nhiên mắt bà chợt sáng lên. Có lẽ radium chính là ở dạng đó, giống như dạng dự đoán ban đầu là khối tinh thể. Hai vợ chồng bật dậy và chạy đến phòng thí nghiệm. Vẫn chưa đợi cửa mở,
Mary đã nhìn thấy phát minh vĩ đại của bà qua khe cửa. Những vết bẩn ở trong bát lúc này đã phát sáng chói lọi trong đêm tối. Đây chính là radium, một nguyên tố mới được phát hiện có tính phóng xạ cực mạnh. Triết lý nhân sinh. Tại sao phần lớn chúng ta hay có cảm giác băn khoăn trước thành quả của mình? Bởi vì chúng đã vứt bỏ hoặc nghĩ rằng kết quả sẽ cực kỳ mỹ mãn. Khi mà đôi mắt chúng ta chỉ nhìn vào cái mắt của sự thành công, thì ta sẽ mãi cảm thấy đó là một vầng hào quang lóe ra trước mắt. Tuy nhiên, trên thực tế sẽ có những vết bẩn không nhìn thấy bằng mắt. Đó mới chính là kết quả mà chúng ta mơ ước từ lâu. Câu chuyện chiếc đồng hồ quý. Một người chủ nông trường không may đánh rơi mất một chiếc đồng hồ vàng rất quý trong kho thóc mà ông đang đi thị sát. Ông tìm mãi không được, bèn dán một tờ cáo thị ở cổng nông trường để nhờ người khác giúp đỡ. Phần thưởng là $100. Trước giải thưởng hấp dẫn như vậy, mọi người đều dốc sức tìm khắp nơi. Cho dù là thóc trong kho có chất thành núi, còn có từng bó lúa chất đống, nếu nghĩ là có thể tìm thấy chiếc đồng hồ trong đó thì quả là mò kim đáy bể. Mọi người tìm mãi đến khi mặt trời lặn vẫn chưa thấy chiếc đồng hồ. Họ không hề oán trách cái đồng hồ quá nhỏ mà lại phàn nàn rằng đống thóc quá lớn, lúa quá nhiều. Bọn họ đành chịu bỏ phần thưởng $100. Chỉ có một em nhỏ, mặc một chiếc áo rách dưới là người duy nhất không hề nhụt chí. Em vẫn cố gắng tìm. Em bé cả ngày không ăn cơm chỉ hy vọng rằng đến trước khi trời tối sẽ tìm ra chiếc đồng hồ, sẽ giúp cải thiện được tình trạng khó khăn của gia đình. Trời càng ngày càng tối, em bé vẫn kiên trì tìm kiếm trong cái kho thóc. Đột nhiên, em phát hiện ra một âm thanh đặc biệt vang lên trong không gian tĩnh lặng, tích tắc, tích tắc. Lúc này em bé đã ngừng tìm và kho thóc càng trở nên yên tĩnh, tiếng kêu tích tắc ngày càng rõ. Nhờ vào âm thanh mà em bé đó đã tìm được chiếc đồng hồ đó và được lĩnh $100. Chiếc đồng hồ được tìm thấy trong kho thóc vốn đã tồn tại ở xung quanh chúng ta. Và thành công cũng vậy. Nó tồn tại trong từng ngóc ngách của cuộc sống. Triết lý nhân sinh. Kiên trì là một phẩm chất, đức tính mà con người buộc phải có. Nguyên tắc của sự thành công kỳ thực rất đơn giản. Những người không thành công là những người thường bỏ qua những quy luật đơn giản. Nhưng chính những quy tắc đơn giản đó lại là những điểm khởi đầu bên trong đưa ta đi tới thành công. Câu chuyện xem 60 ngã rẽ cũng giống như 5 ngã rẽ. Mới 25 tuổi, Grant đã thất nghiệp và đang đối mặt với cái đói. Trước đây, anh cũng đã từng nếm mùi nghèo khổ khi ở Paris, Roma. Thế nhưng khi ở nơi tràn ngập sự giàu có như ở thành phố Nazo chừng này thì sự thất nghiệp làm cho anh ấy cảm thấy hèn hạ. Gran không biết nên làm thế nào bởi anh cảm thấy những công việc anh có thể làm được là hết sức hạn chế. Anh ấy có thể viết văn nhưng không thể viết chúng bằng tiếng Anh. Ban ngày, anh ta chạy ngược chạy xuôi trên đường để rèn luyện thân thể và có lẽ đây là cách tốt nhất để tránh mặt người chủ nhà trọ. Một hôm, Gran bất chợt gặp một người dáng vẻ cao to, tóc vàng, mắt xanh trên phố. Ngay lập tức anh đã nhận ra đó là ca sĩ nổi tiếng của Nga. Anh nhớ lúc còn nhỏ thường xếp hàng ở cổng rạp hát Moscow mới có được tấm vé để xem ông ấy biểu diễn. Sau đó Gran đến Paris làm phóng viên, đã từng phỏng vấn ông ấy. Gran cho rằng ông ấy sẽ không nhận ra mình. Nào ngờ ông ấy lại còn nhớ tên của mình. Anh bận lắm phải không? Ông ấy hỏi Gran. Vâng, Gran trả lời ông ấy một cách bâng quơ. Gran nghĩ bụng ông ấy đã biết tính cách của mình rồi. Khách sạn của tôi ở phố 103, chỗ rẽ ở cuối đường. Anh đi cùng tôi một lúc được không? Ông ấy hỏi Gran. Đi đến đó à? Thực ra đã trưa rồi, hơn nữa tôi đã đi bộ 5 tiếng đồng hồ rồi. Mà ông còn phải qua tận 60 ngã rẽ nữa. Đường khá xa, Gran ngần ngại nói vậy. Ông ấy nói, ai nói vậy? Chỉ qua 5 ngã là rẽ thôi mà. 5 ngã rẽ nữa cơ à? Gran lấy làm lạ.
Đúng vậy, ông ấy nói tiếp. Nhưng tôi không nói là đến khách sạn tôi ở mà là một nơi giải trí ở con phố số 6. Thật kỳ quặc. Hỏi một đường trả lời một nẻo nhưng Grant vẫn đi theo ông ấy. Loáng một cái đã tới cửa nhà đó. Họ nhìn hai chú lính thủy bắn bao nhiêu lần mà không trúng mục tiêu bèn tiếp tục đi. Bây giờ ông ấy nói, chỉ còn 11 ngã rẽ nữa thôi. Grant lắc đầu một lúc và bảo với ông ta là anh ấy muốn đến nhà bạn sau. Ông ta thuyết phục chúng ta phải nghĩ lại xem những người mà đứng mua vé lúc cuối cùng là những người như thế nào thế rồi vài phút sau. Họ lại tiếp tục đi. Bây giờ, Grant nói một cách rất vui vẻ rằng cách công viên trung tâm chỉ còn 5 cái ngã nữa thôi. Ở đó có một con tinh tinh, mặt của nó rất giống một người bạn mà tôi quen. Chúng ta đi xem con tinh tinh đó nhé. Lại qua 12 cái ngã rẽ mới đến được đường Auris. Họ dừng lại ở phía trước một cửa tiệm ăn. Họ thấy bên trong cửa sổ phòng bếp có một cái hũ củ cải muối. Grant nhớ lời căn dặn của thầy không được ăn rau muối. Thế là ông phải đứng nhìn ngoài cửa sổ. Grant đã đi rất lâu. Lẽ ra phải kiệt sức rồi thế nhưng thật là kỳ lạ hôm nay anh ta cảm thấy còn khỏe hơn ngày thường. Họ cứ đi như thế đến khách sạn của ông ta. Ông ấy cười rất mãn nguyện. Không xa chứ. Bây giờ chúng ta đi ăn trưa thôi. Quãng đường hôm nay mình đi, anh mãi mãi có thể ghi nhớ. Nhà soạn nhạc này nói một cách trang nghiêm. Đây là một chút luyện tập trong cuộc đời nghệ thuật. Bởi giữa bạn và mục tiêu, cho dù khoảng cách có xa xôi nhường nào nhất định không được lo lắng. Hãy tập trung tinh thần của bạn vào khoảng cách 5 con phố ngắn ngủi. Đừng để khoảng cách xa xăm đó làm bạn phải bận tâm. Tính cho đến nay 19 năm rồi Grant đã ra đi trên con đường đáng nhớ mà ngày hôm đó họ đã đi. Phần lớn đều đã thay đổi về diện mạo song cho đến ngày nay triết học thực dụng của ông ta đã nhiều lần giải quyết được những khó khăn của Grant. Triết lý nhân sinh. Khi làm bất kỳ việc gì chỉ cần bạn tiến lên từng bước, sau đó tiến thêm các bước tiếp theo. Cứ như vậy, bạn dần dần đạt được mục đích. Nếu bạn biết được cái đích cụ thể của bạn mà tiến thêm một bước thì bạn sẽ đến được con đường của sự thành công. Câu chuyện hòn đá ngáng đường và hòn đá láp đường. Một người mò mẫm bước đi trong đêm, chẳng may vấp phải hòn đá ngã lăn ra đất, đau ê ẩm toàn thân. Anh ta mặt nhăn mày nhó gượng dậy, suýt xoa thoa nhẹ lên chỗ đau, rồi cố gắng bước tiếp. Anh ta đi vào một ngõ cụt. Phía trước là tường rào, bên trái là tường rào, bên phải cũng là tường rào. Bức tường trước mặt anh ta cao quá đầu người. Anh ta đã cố gắng hết sức mà vẫn không trèo qua nổi. Bỗng nhiên, trong đầu anh ta lóe lên một ý tưởng. Nghĩ đến hòn đá chắn ngang đường làm anh ta ngã lúc nãy. Tại sao mình không lấy nó làm vật đệm cho ta vượt qua bức tường này nhỉ? Nói là làm. Anh ta quay lại và khệ nệ chuyển hòn đá ra sát chân tường. Dẫm lên hòn đá, anh ta dễ dàng vượt qua bức tường rào. Triết lý nhân sinh. Người nào cũng đều gặp khó khăn cả. Tuy nhiên ngày càng có nhiều người sau khi vấp ngã lại không thể vực dậy nổi. Lại càng không biết cách biến những điều bất lợi thành lợi thế riêng. Biến hòn đá ngáng đường thành viên gạch lát đường để đi tới thành công. Câu chuyện từ người bồi bàn trở thành nhà vô địch Olympic. Alain Mix là một vận động viên điền kinh nổi tiếng thời kỳ đương đại của nước Pháp. Từ tầng lớp tận cùng của xã hội, ông đã cố gắng phấn đấu để trở thành một người nổi tiếng. Ông cũng là người lập kỷ lục ở môn chạy 10.000 mét toàn nước Pháp, giành huy chương bạc môn chạy 10.000 mét tại Olympic London lần thứ 14, huy chương bạc môn chạy 5.000 mét tại Olympic Helsinki lần thứ 15, huy chương vàng giải marathon tại Olympic lần thứ 16. Về sau ông đã tham gia công tác huấn luyện giảng dạy ở Học viện Thể dục Thể thao Quốc gia Pháp. Mix sinh ra trong một gia đình tương đối khó khăn về kinh tế. Ngay từ ngày còn bé, ông đã rất thích các môn vận động. Tuy nhiên, gia đình ông rất nghèo, cơm không đủ ăn.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy thực sự là một trở ngại lớn đối với người ưa vận động như Mix. Chẳng hạn như khi đá bóng, ông đá bằng chân đất. Ông ấy không có giày. Cố gắng mãi cuối cùng mẹ của ông cũng mua được cho ông một đôi giày vải đế cỏ để ông đến trường. Nếu nhìn thấy Mix đi đôi giày này để đá bóng, ông bố của Mix sẽ đánh đòn ông bởi vì ông không muốn Mix phá hỏng đôi giày. Khi lên 11 tuổi rưỡi, Mix tốt nghiệp tiểu học và được nhiều giáo viên khen ngợi. Mẹ ông nói với ông, cuối cùng con cũng đã lấy được tấm bằng tốt nghiệp rồi. Tốt lắm. Người mẹ đáng thương đi xin tiền khuyến học cho ông. Nhưng bà gặp thất bại. Người ta đã từ chối lời đề nghị của bà. Thật chẳng công bằng chút nào. Họ không cấp tiền khuyến học cho Mix mà gửi chúng cho lũ trẻ thực dân giàu có, quyền quý. Chứng kiến sự bất bình đẳng đó, Mix nghĩ, tôi không thuộc về đất nước này, tôi phải đi. Nhưng biết đi đâu bây giờ? Mix biết, tổ quốc của mình là nước Pháp. Ông yêu nước Pháp và ông muốn tìm hiểu về đất nước đó. Nhưng làm sao để hiểu được nước Pháp đây? Bởi vì ông quá nghèo. Không có tiền để đi học, ông chuyển sang làm bồi bàn cho một quán cà phê. Hàng ngày, ông phải làm việc từ mờ sáng cho đến tối mịt mới trở về nhà. Nhưng ông vẫn kiên trì cố gắng tập luyện chạy bộ. Để được tập luyện, mỗi buổi sáng ông đều thức giấc từ 5 giờ sáng mặc dù lúc này chân ông đã mỏi nhừ. Để có được bát cơm nuôi sống bản thân, Mix đã bỏ không biết bao nhiêu thời gian công sức để tập luyện. Nhưng ông vẫn đăng ký tham gia giải vô địch điền kinh nước Pháp. Mix chỉ tập luyện trong thời gian nửa tháng trời. Đầu tiên, ông tham gia giải chạy 10.000 mét dành cho nam nhưng chỉ giành được vị trí thứ 3. Ngày hôm sau, ông quyết định tham gia chạy 5.000 mét. May mắn đã mỉm cười với ông. Ông đã cắm đích ở vị trí thứ 2. Cứ như vậy và Mix được tuyển chọn đi thi đấu tại Olympic London năm ấy. Đối với Mix, mọi chuyện diễn ra quá nhanh và ông không thể hiểu nổi tại sao ông lại đạt đến vinh quang như vậy. Thậm chí khi đó ông còn không biết Olympic là gì nữa. Ông cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi giải đấu Olympic lại hoành tráng, trang trọng đến vậy. Toàn thế giới dường như đang nín thở, chờ đợi theo dõi nó. Xong, trong thời khắc này, điều quan trọng nhất là ông biết mình là đại diện của nước Pháp. Và ông cảm thấy tự hào vì điều đó. Tuy nhiên, có một số chuyện làm Mix cảm thấy không vui. Đó là chuyện ông chưa được ai thừa nhận ông là một tuyển thủ nước Pháp. Không có ai khâm phục, tôn trọng ông. Vài giờ đồng hồ trước cuộc đua, Mix muốn mời người đấm bóp, massage cho mình. Thế là ông đã đánh liều tìm đến một vị bác sĩ massage của đội tuyển Pháp. Sau khi được chấp nhận, ông bước ra. Bác sĩ massage quay sang hỏi ông, có việc gì chàng trai? Mix trả lời, thưa ông, tôi sắp sửa tham gia chạy 10.000 mét. Ông có thể giúp tôi hồi phục sức khỏe được không? Người bác sĩ vừa tiếp tục massage cho một vận động viên vừa nói với Mix, thông cảm nhé chàng trai, tôi được cử đến đây là để phục vụ cho những nhà vô địch. Mix biết rằng, vị bác sĩ đã từ chối lời đề nghị của ông. Có lẽ chẳng qua vì ông là một người bồi bàn cà phê mà thôi. Buổi chiều hôm đó, Mix tham gia vòng chung kết môn chạy 10.000 mét khó quên trong lịch sử. Khi đó, Mix chỉ hy vọng có thể đạt được xếp hạng mà thôi. Bởi vì ngày hôm đó thời tiết ở London oi bức lạ thường. Mây đen vần vũ trên bầu trời. Cuộc thi bắt đầu. Mix không bắt chước bất kỳ ai. Các vận động viên trong đường đua lần lượt bị Mix vượt qua, bỏ lại đằng sau. Thứ hạng được cải thiện từng bước. Từ thứ tư ông vượt lên vị trí thứ ba. Rất nhanh, ông phát hiện thấy đang chạy phía trước là vận động viên người Tiệp Khắc. Ông quyết định tăng tốc và cuối cùng đã giành được vị trí số 2. Mix đã giành được tấm huy chương bạc đầu tiên về cho nước Pháp và vinh quang về cho bản thân như vậy đó. Tuy nhiên, điều làm cho Mix cảm thấy khó chịu lại là các phóng viên và các báo thể thao nước Pháp thời bấy giờ. Sáng sớm hôm sau, họ vây quanh gạn hỏi, chàng trai chạy ở vị trí số 2 là ai vậy?
À, chắc chắn là một người Bắc Phi. Trời nóng vậy. Chính vì thời tiết nóng như vậy mà anh ấy mới giành được huy chương bạc đấy. Xem kìa, thật là xót xa. Điều làm cho Mitch cảm thấy được an ủi là sau Olympic London 4 năm, ông ấy lại được chọn đại diện cho nước Pháp đi tham gia Olympic Helsinki lần thứ 15. Tại giải đấu này, ông đã phá kỷ lục ở môn chạy 10.000m và được tôn vinh là vận động viên 5.000m của thế kỷ. Một lần nữa ông giành được tấm huy chương bạc về cho nước Pháp. Sau đó, tại Olympic Melbourne, Mitch tham gia giải chạy marathon. Ông đã trở thành nhà tân vô địch Olympic với thành tích 1 phút 40 giây giây ở môn chạy 400m. Ông ấy không còn phải đi làm bồi bàn ở quán cà phê nữa. Nhưng Mitch lại nói, tôi thích cà phê, thích hương thơm và vị đắng của nó nữa. Triết lý nhân sinh. Chỉ cần niềm tin của bạn không thay đổi, hoàn cảnh khó khăn sẽ không thể ngăn cản bước phát triển của một người. Trong khó khăn, dù không được mọi người ủng hộ nhưng bạn vẫn thực hiện được lý tưởng của mình. Đó mới là thành công đáng quý. Câu chuyện: cố gắng hồi phục để thử thách vận mệnh. Mighty đã hoàn toàn không nhớ những gì về câu chuyện ngoài mong đợi đầu tiên đã xảy đến với anh. Anh chỉ nhớ được rằng đó là một buổi tối tháng 10 ấm áp. Khi ấy, Mighty mới 22 tuổi, anh vừa mới tốt nghiệp Học viện Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học Su nổi tiếng. Anh ấy là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, thích đá bóng theo kiểu Mỹ và diễn xuất vai diễn khá tốt. Thực sự là một thanh niên của thời đại ngày nay. Khi chiếc xe tải trọng 18 tấn lao ra từ đường 34 đại lộ số 5, Mighty không hề nhìn thấy. Anh ấy chỉ nhớ diễn biến câu chuyện về sau. Khi anh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Phần đùi bên trái đã bị cắt bỏ. 8 năm sau, Mighty cố gắng phục hồi trở lại. Anh muốn tự biến mình trở thành người tàn tật xuất sắc nhất trên thế giới. Trong thời gian phục hồi, anh ấy đã cố gắng cắn răng chịu đựng, không hề oán trách số phận. Ngược lại, anh luôn cảm thấy lạc quan, yêu đời. Cuối cùng, anh đã vượt qua sự thiếu hụt của cơ thể để diễn xuất trên sân khấu và trên truyền hình. Anh cũng làm bạn được với rất nhiều phụ nữ. Chưa đầy một năm sau khi bị cắt bỏ phần chân trái, anh ấy bắt đầu tập đi bộ. Không lâu sau, anh đã tham gia vào giải chạy 10 km. Sau đó là tham gia giải Marathon New York và giải Marathon Boston, phá kỷ lục giải chạy dành cho người tàn tật trở thành vận động viên tàn tật chạy nhanh nhất thế giới. Tiếp đó, anh tham gia vào giải chạy toàn năng 3 nội dung kết hợp. Đó là một loại hình vận động cực kỳ khó khăn. Vận động viên phải bơi 3,5 km, đạp xe đạp đoạn đường 180 km, chạy 42 km marathon. Giải đấu này thực sự là một thử thách rất lớn đối với những người tàn tật như Mighty. Một buổi chiều tháng 6 năm 1993, trong giải đấu toàn năng 3 nội dung kết hợp tại phía nam bang California, chiếc xe đạp đua của anh đang lao nhanh như bay với tốc độ 56 km/h, dẫn đầu đoàn đua băng qua thị trấn Mifflinburg. Khán giả vây quanh hò reo cổ vũ. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng kêu của khán giả rít lên. Anh quay đầu lại và chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ màu đen lao về phía anh. Khi đó, xung quanh đường đua đã đông kín người. Dường như chỉ có một lối ra duy nhất là chỗ một số cảnh sát trật tự đang đứng bảo vệ mà thôi. Không ai hiểu lý do tại sao chiếc xe tải màu đen đó lại có thể lao ra đường đua như thế. Mighty vẫn còn nhớ rất rõ lần đụng xe năm đó. Anh nhớ tiếng gào lên của khán giả, nhớ mình đã bay qua rào chắn đường đua như thế nào. Đầu anh va vào cột đèn đường, một tiếng rắc của đốt sống kêu lên lạnh lùng. Anh cũng nhớ là mình được các bác sĩ đặt lên cáng của xe cứu thương như thế nào. Sau đó anh ngất lịm đi. Mighty tỉnh lại sau khi được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đốt sống. Anh thấy mình đang nằm trên chiếc giường bệnh dành cho các bệnh nhân bị chấn thương nặng. Người anh không thể cử động nổi. Anh nhớ rõ những giọt nước mắt lăn trên gò má của các y tá đứng quanh anh. Họ nói,
chúng tôi rất tiếc. Tứ chi của Maiji rã rời, khi đó anh mới 30 tuổi. Tứ chi của Maiji đã mất hết chức năng vốn có của nó chỉ vì đốt sống bị gãy. Nhưng anh vẫn còn giữ lại được một chút hoạt động thần kinh để giúp anh nâng được cánh tay của mình lên. Ngồi trên ghế, anh có thể nghiêng người về phía trước. Hai tay có thể thực hiện được một số động tác đơn giản. Hai chân thỉnh thoảng có thể nhấc bổng lên khỏi mặt đất khoảng 2-3 cm. Khi biết tứ chi của mình vẫn còn cảm giác, Maiji thoáng chút xúc động. Bởi vì anh hiểu rằng, như vậy thì anh vẫn còn được khả năng sống độc lập, không cần thiết lúc nào cũng phải có người bên cạnh chăm sóc. Qua thời gian dài kiên trì tập luyện, Maiji đã dần dần tự tắm gội, mặc quần áo, ăn cơm cho mình. Thậm chí là anh đã bắt đầu lái được chiếc xe đặc biệt dành riêng cho anh. Các bác sĩ cũng hết sức ngạc nhiên về khả năng phục hồi của Maiji. Việc điều trị cho những bệnh nhân bị gãy đốt sống như Maiji là một điều hết sức khó khăn đối với các y bác sĩ trong bệnh viện. Đầu tiên, họ chụp lên đầu Maiji một chiếc vòng đầu bằng thép, dùng chiếc đinh ốc vặn chặt trên phần xương cổ. Sau đó nối phần kim loại của vòng đầu với một tấm kim loại hai bên thân người Maiji để giữ cố định cho đốt sống. Khi lắp đặt chiếc vòng đầu chỉ có thể gây tê cục bộ. Khi các bác sĩ vặn chiếc đinh ốc phía trước cổ cho Maiji, anh vô cùng đau đớn. Trong thời gian điều trị, các bác sĩ thường đến lấy máu của anh để truyền vào trong bàng quang hoặc thỉnh thoảng đến kiểm tra vặn chặt chiếc đinh ốc của vòng đầu. Mỗi lần có người nào đó đâm vào anh đau điếng cả người. Có lúc anh cảm thấy mình không còn là mình nữa, không có quá khứ, không có tương lai và cũng chẳng còn hy vọng. 2 tháng sau, các bác sĩ tháo chiếc vòng đầu cho Maiji. Anh được chuyển đến một trung tâm phục hồi sức khỏe ở bang Colorado. Trên trung tâm điều trị anh nằm, hầu hết các bệnh nhân đều là những người bị liệt tứ chi hoặc liệt nửa người. Anh cảm thấy trong cuộc sống cũng có không ít người có hoàn cảnh và số phận tương tự như mình. Hoàn cảnh khó khăn trước mắt đối với anh cũng chẳng còn xa lạ gì nữa. Cũng là thương tật, đau đớn, mất khả năng vận động, phục hồi sức khỏe, kiên trì tập luyện. Tất cả anh đều đã từng nếm trải qua. Vậy là anh đã cố gắng ngoan cường, không chịu khuất phục trước số phận không may của mình. Anh nói với chính mình, bạn là con người mới, bạn biết mình cần phải làm như thế nào. Bạn phải kiên trì cố gắng tập luyện, không sợ khó không sợ khổ, không ngại khó khăn, nhụt chí nhất định bạn sẽ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Sau đó mấy tháng, nhờ ý chí kiên trì tập luyện, Maiji đã phục hồi rất nhanh, không giống như những gì mọi người dự liệu tiên đoán. Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày Maiji gặp tai nạn. Giờ đây anh đã có thể trở về nhà và bắt đầu cuộc sống độc lập. Sau đó 6 tháng, tại đại hội vận động viên tham gia giải đấu toàn năng 3 nội dung kết hợp với chủ đề lòng kiên trì và sức mạnh tinh thần con người, Maiji đã có bài diễn thuyết đầy xúc động. Ai cũng ca ngợi lòng dũng cảm của anh. Mọi người đồng thanh hô vang, Maiji giỏi thật. Dù cho quá trình điều trị khởi đầu khá thuận lợi, các bệnh nhân sớm muộn gì cũng đều bắt gặp một bức tường với câu nói, bỏ dở phục hồi, hiện thực tàn tật sẽ hiện rõ. Maiji cũng bắt gặp bức tường này. Khi đó, cơ thể có thể phục hồi của anh đã hồi phục rồi. Bất kể cố gắng nỗ lực như thế nào đi nữa thì thực tế cuối cùng vẫn không thể nào thay đổi. Cánh tay sẽ vĩnh viễn không thể nhấc nổi qua đầu, vĩnh viễn anh sẽ không thể đi lại được. Sau khi biết được điều này, tinh thần vốn không hề khuất phục ở anh đã biến mất. Anh vô cùng thất vọng chán nản. Năm 1996, Maiji nhận được 3.800.000 đô la tiền bảo hiểm và anh quyết định chuyển đến sống ở Hawaii. Khi đó, anh nói với bạn bè rằng anh tới đó là để viết hồi ký. Nhưng thực tế, anh đi đến đó là để lảng tránh mọi người. Maiji có một điều bí mật mà anh không muốn để cho bất cứ ai biết được. Đó là anh đã nghiện ma túy. Sau 2 năm kể từ ngày anh gặp tai nạn, anh có quen với một cô gái. Người phụ nữ này đã cho anh một ít cocaine rồi nói với anh,
cứ thử đi. Anh đã đau đớn quá nhiều rồi. Sẽ chẳng có ai trách anh vì làm như vậy đâu. Marie nghĩ, đúng vậy, chẳng có ai có thể trách mình đâu. Một buổi sáng sớm, sau khi hút một liều thuốc phiện, Marie đánh xe lăn đến giữa một con đường cao tốc vắng vẻ. Đó là đường Ari. Con đường này chính là con đường mà anh đã từng tham gia giải chạy marathon trước đây. Marie đã từng giành được những chiến thắng huy hoàng trên con đường Ari này. Và giờ đây, anh đang đứng đây để suy nghĩ tìm cách mua cocaine ở đâu. Anh biết anh cần phải có một sự quyết định, sống hay là chết. Mình mới 33 tuổi, không muốn từ bỏ thế giới này. Anh nghĩ, đương nhiên tôi cũng không muốn tứ chi của mình bị liệt. Nhưng sự thật thì không thể thay đổi được, đành phải học để tiếp tục sống mà thôi. Anh không biết anh phải làm gì tiếp theo, nhưng có một điều mà anh biết rất rõ là nếu tiếp tục gặp khó khăn, hoàn cảnh anh rơi vào bể khổ trầm luân thì anh sẽ ra đi. Vậy là anh đang thử nhìn lại mình ở một góc độ hoàn toàn khác. Có thể hoàn cảnh mà tôi đã gặp phải không phải là một điều gì kém may mắn cả, mà có thể là Thượng Đế đang ban thưởng cho tôi. Cho tôi một cơ hội để hiểu một cách chân chính về mình. Từ đó trở đi, anh đã hoàn toàn thay đổi. Hiện nay, Margie đang sống tại thành phố Santa Fe thuộc bang New Mexico. Một buổi sáng đẹp trời, từ trên giường bước xuống, anh cắm ống truyền vào, với lấy chiếc khăn tắm, mặc quần áo rồi rời khỏi nhà. Anh chỉ cần 3 giờ đồng hồ để hoàn thành mọi việc. Sau đó, anh đến phòng tập để tập luyện trong 1 đến 2 giờ đồng hồ. Anh sẽ tập những môn thể dục dành riêng cho người đang phục hồi sức khỏe, chẳng hạn như đi bộ dưới nước, đạp xe đạp cố định. Anh cũng vùi đầu vào để viết luận văn, chủ đề là những người đàn ông tàn tật trong lịch sử thần thoại. Hiện nay, anh đang là tiến sĩ thần học ở Viện Nghiên cứu thành phố Santa. Triết lý nhân sinh: chỉ cần bạn không khuất phục trước khó khăn, không cúi đầu trước số phận thì bạn có thể nắm lấy vận mệnh của mình và chiến thắng tất cả mọi thử thách, trở ngại. Câu chuyện, dù chỉ có hy vọng mong manh cũng không được lùi bước. Teroy đang đi dạo trên bờ biển. Bỗng cô nhìn thấy một đôi chân trong chiếc quần dài màu lá cọ nhăn nhúng thò ra ngoài từ trong chiếc lều bằng giấy đã bị ngấm nước. Ban đầu, Teroy nghĩ rằng đó là thi thể của người nào đó bị chết đuối. Cô cảm thấy sống lưng mình như có một luồng điện vừa chạy qua. Trong tay cô vẫn giữ chặt ổ bánh mì mà mẹ sai cô đi mua về. Cô đờ đẫn hồi lâu. Bỗng, một chiếc chân cử động, rồi một cánh tay lộ ra, ống tay áo nổi lên. Sau đó, cánh tay nọ lật tờ báo lên, một người đàn ông bước ra. Trẻ hay già, trong phút sợ hãi cô chẳng nhìn rõ thấy điều gì cả. Chào buổi sáng, ông ta lên tiếng. Teroy lùi lại mấy bước. Giọng nói người đàn ông cất lên vẻ hiền từ, nhưng vẻ mặt và bộ râu xồm xoàm lại khiến người ta sợ hãi. Đi thôi, ông ấy nói một cách tán thành, nhanh chạy đi thôi. Tôi không thể đuổi theo cô được. Cô ra đây mua bánh mì, đúng không? Teroy im lặng không lên tiếng. Ông ấy tháo dây giày của mình ra, đổ cát mịn trong giày ra. Tôi vô cùng cảm ơn cô, ông ấy nói một cách lịch sự, vì cô đã đánh thức tôi. Đương nhiên, vào thời điểm này dường như tôi đã lạc mất phương hướng rồi. Tôi thường không nhận ra chính mình là ai nữa, là phóng viên thất nghiệp hay là một nhà thơ kém may mắn, là kẻ chạy trốn thế giới hay là kẻ tội phạm. Tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ cho rằng tôi là một tên lưu manh. Teroy chậm chậm lắc đầu. Ông ấy mỉm cười với Teroy. Lúc này trông ông ấy trẻ trung hơn nhiều. Tôi nói về mình nhiều quá. Bây giờ đến lượt cô đấy. Cô gái, cô có thể trở thành một người nổi tiếng. Tôi tin chắc như vậy. Nếu không cô cũng không thể đứng ở đây được. Cô đã chạy từ lúc nãy rồi. Nhưng ngược lại, cô đã không bỏ chạy.
Cô tròn xoe mắt nhìn ông ấy với thái độ nghi hoặc, băn khoăn. Nhưng một cảm giác ấm áp, tiếc nuối và thấu hiểu về hình ảnh người cha đã mất bỗng hiện về trong tâm trí cô. Lại đây nào, ông ấy nhẹ nhàng với Teroy nói cho tôi biết tương lai cô muốn làm gì. Diễn viên, họa sĩ, nhạc sĩ hay nhà văn, có thể cô cũng chưa biết. Mà chưa biết có lẽ sẽ tốt hơn. Tất cả đều đang ở phía trước. Một tương lai mới lạ, rực rỡ đang chờ đợi cô phía trước. Nhưng cô hãy nghe đây. Ông ấy nhoài người về phía trước. Tôi phải cho cô biết một bí mật mà tôi biết được dù hơi muộn. Tương lai được quyết định bởi chân lý đẹp đẽ. Cô phải tìm ra chúng, nhìn thấy chúng bằng cách nào. Mọi người sẽ ca ngợi cô là viên kim cương vừa đẹp vừa quý giá. Đương nhiên, điều này là rất tốt. Nhưng ngay tại đây, ông ấy nắm lấy một nắm cát mịn. Ở đây cũng có hàng ngàn hàng vạn viên kim cương. Chỉ cần cô chịu khó phát hiện chúng mà thôi. Nhìn cái này xem. Ông ấy đưa cho Teroy một mảnh vỡ thủy tinh. Các góc của nó đã bị mài mòn bởi cát và nước biển. Người khác có thể nói, nó chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng hãy đưa nó soi trước ánh sáng xem. Chúng đẹp như một miếng ngọc bích vậy. Một chú chim hải âu bay tới, lượn vòng trên đầu họ, chiếc bóng in trên bờ biển dài chói nắng. Đôi mắt sáng của chú chim lấp lánh, bay bổng trong ánh nắng pha lê. Nhìn kìa, ông ấy chỉ tay về phía chú chim hải âu. Đó là ý nghĩa mà tôi muốn nói. Con người không thể thấp nước như loài chim hải âu được. Dù chỉ còn chút hy vọng mong manh cũng không được phép lùi bước. Bọn trẻ phải cố gắng đi tìm, cố gắng nắm lấy đôi cánh của ánh nắng ban mai. Teroy nhìn kỹ mảnh vỡ thủy tinh đã được nước biển mài sáng bóng trong tay người đàn ông lạ. Đúng là nó đẹp như một miếng ngọc bích thật. Phải cố gắng đi tìm, cố gắng nắm lấy đôi cánh của ánh nắng ban mai. Teroy đã dần từng bước đi tới thành công bằng sự khích lệ, cổ vũ của câu nói này. Triết lý nhân sinh, cuộc đời một con người không tránh khỏi những chông gai, thử thách, cho dù phải đối mặt với hoàn cảnh nào đi nữa. Người nào dù chỉ còn hy vọng mong manh cũng không hề lùi bước, mà cố gắng tìm kiếm, cố gắng nắm lấy mọi cơ hội thì người đó chắc chắn sẽ thành công. Câu chuyện, kinh qua khó khăn, vẫn phải kiên trì thử thách gian nan. Năm 1832, Lincoln thất nghiệp. Điều này khiến ông vô cùng đau khổ. Nhưng ông vẫn hạ quyết tâm phải là một chính trị gia, làm nghị sĩ của bang. Điều tồi tệ là ông đã gặp thất bại ngay trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên. Trong vòng thời gian một năm, ông đã phải chịu liền hai cú sốc lớn. Và kết quả bầu cử thực sự là nỗi dày vò trong tâm can ông. Tiếp đó, Lincoln bắt tay vào con đường kinh doanh. Nhưng chưa đầy một năm sau, công ty của ông làm ăn thua lỗ và phải đóng cửa. Trong 17 năm sau đó, Lincoln phải chạy vạy khắp nơi để lo hoàn trả số nợ khổng lồ cho công ty. Trong suốt khoảng thời gian này, ông đã nếm trải không ít khó khăn thử thách. Sau đó, Lincoln một lần nữa quyết định tham gia tranh cử nghị sĩ của bang và lần này ông đã thành công. Trong lòng ông lúc nào cũng lóe lên một tia hy vọng. Ông cho rằng cuộc sống của mình đã có bước ngoặt. Có thể tôi có thể thành công rồi. Năm 1835, ông tổ chức đính hôn. Nhưng chỉ cách ngày cưới có vài tháng thì vị hôn thê của ông không may qua đời. Đây thực sự là nỗi đau tinh thần quá lớn đối với ông. Ông vô cùng đau đớn và ốm liệt giường trong nhiều tháng trời. Năm 1836, ông mắc chứng suy nhược thần kinh. Năm 1838, Lincoln cảm thấy thể trạng của mình đã đỡ hơn nhiều và ông quyết định ra tham gia tranh cử nghị sĩ bang. Nhưng lần này ông lại gặp thất bại. Năm 1843, ông tiếp tục tham gia tranh cử nghị sĩ Quốc hội Mỹ nhưng kết quả cũng chẳng sáng sủa gì hơn so với những lần trước. Tuy đã nhiều lần thử thách bản thân nhưng lần nào Lincoln cũng đều bị thất bại cả.
công ty đóng cửa vì làm ăn thua lỗ, vợ chưa cưới thì mất sớm, tranh cử không thành công. Nếu bạn gặp phải tất cả những khó khăn này, liệu bạn có từ bỏ những điều hết sức quan trọng đối với bản thân bạn không? Lincoln là một con người thông minh. Ông có tính cách ương bướng. Trước những thất bại đó, ông không hề lung lạc ý chí, cũng không nói nếu thất bại phải làm thế nào. Năm 1846, ông lại tiếp tục tham gia tranh cử nghị sĩ quốc hội, và cuối cùng ông cũng đã thành công. Nhiệm kỳ 2 năm nhanh chóng trôi qua, ông quyết định ra tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo. Ông tự tin cho rằng mình là một nghị sĩ xuất sắc của quốc hội và chắc chắn các cử tri sẽ tiếp tục lựa chọn ông. Nhưng kết quả bầu cử lại không diễn ra như những gì ông trông đợi. Do lần bầu cử này, Lincoln bỏ ra một khoản tiền quá lớn cho hoạt động vận động tranh cử, nên sau khi không trúng tái đắc cử, ông đã làm đơn xin được làm một quan chức địa phương của bang. Nhưng chính quyền bang đã từ chối lời đề nghị của ông. Các nhà lãnh đạo bang cho biết, là một quan chức địa phương của bang cần phải có tài năng ưu việt và trí tuệ siêu cường. Đơn đăng ký của anh chưa đáp ứng được yêu cầu này. Liên tiếp hai lần thất bại, liệu trong hoàn cảnh này bạn có thể kiên trì cố gắng tiếp được hay không? Liệu bạn có nói tôi thất bại rồi chăng? Không. Tuy nhiên, là một người thông minh, Lincoln không hề chịu thua cuộc. Năm 1854, ông tranh cử vào Thượng nghị viện nhưng thất bại. 2 năm sau, ông tranh cử chức Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Kết quả là ông đã bị đối thủ đánh bại. 2 năm sau nữa, ông tiếp tục tranh cử Thượng nghị viện và lại thất bại. Lincoln đã thử sức mình 11 lần nhưng chỉ thành công 2 lần. Song ông không hề từ bỏ mục tiêu theo đuổi của mình. Ông vẫn muốn làm chủ cuộc sống bản thân. Năm 1860, ông đã trúng cử Tổng thống Hoa Kỳ. Có lẽ bạn, tôi và tất cả chúng ta đều đã từng phải đối mặt với kẻ thù mà Abraham Lincoln gặp phải. Vì là một con người thông minh nên khi gặp khó khăn, thử thách ông không chịu lùi bước, không chạy trốn. Ông luôn kiên trì, phấn đấu vươn lên. Ông chưa bao giờ có ý định từ bỏ cố gắng, mà thâm tâm ông cũng không muốn từ bỏ. Do đó ông mới gặt hái được thành công. Triết lý nhân sinh. Một người muốn thành công phải kiên trì cố gắng. Kiên trì cố gắng ắt sẽ thành công. Tóm lại, người nào đó khắc phục được một chút khó khăn có lẽ cũng chẳng có gì quá ghê gớm. Cái khó là liệu có thể kiên trì theo đuổi mục tiêu và họ thực hiện được đến đâu mà thôi. Làm được điều này, có nghĩa là bạn đã hơn hẳn người khác rồi đấy. Câu chuyện: không bi quan chán nản khi thời cuộc thay đổi. Ikeka đã từng là phó giám đốc công ty xe hơi Ford của Hoa Kỳ. Về sau ông lại trở thành tổng giám đốc công ty xe hơi Classico. Là một con người thông minh, châm ngôn của ông là phấn đấu vươn lên. Dù thời vận thay đổi bất lợi cũng không nên tuyệt vọng, thậm chí cả khi thời thế thay đổi. Năm 1935, cuốn tự truyện mà ông phát biểu đã trở thành cuốn sách phi tiểu thuyết bán chạy nhất trong lịch sử với số ấn bản lên đến 1.500.000 cuốn. Ikeka không chỉ vui vì thành công mà cũng có lúc ông đau khổ vì thất bại. Cuộc đời của ông, nói theo lời của ông là vui buồn lẫn lộn, khổ hạnh có thừa. Tháng 8 năm 1946, Ikeka khi đó mới 21 tuổi. Là một kỹ sư kiến tập ở công ty ô tô Ford. Nhưng ông rất thích làm bạn với máy móc, linh kiện thiết bị. Ông không mấy hứng thú với công tác kỹ thuật. Ông thích giao du kết bạn với mọi người và thích hoạt động kinh doanh tiêu thụ sản phẩm. Bằng sự cố gắng phấn đấu của mình, từ một nhân viên bán hàng bình thường, Ikeka đã nhanh chóng trở thành tổng giám đốc công ty Ford. Tuy nhiên, ngày 13 tháng 7 năm 1978, chỉ vì gà tức nhau tiếng gáy mà ông đã bị ông chủ Bentley, Ford thanh loại, trừ khử. Trên cương vị tổng giám đốc trong 8 năm với thâm niên 32 năm công tác trong công ty Ford, công việc kinh doanh đang tiến triển như diều gặp gió. Vậy mà giờ đây Ikeka trở thành một kẻ thất nghiệp.
ngày hôm qua đang còn là một anh hùng vinh quang. Vậy mà hôm nay dường như đã trở thành người mắc bệnh phong hủi bị mọi người xa lánh. Tất cả mọi người bạn trong công ty đều quên anh. Đây có lẽ mới là điều đau đớn nhất trong cuộc đời anh. Một khi những ngày khó khăn đã đến, ngoài việc hít một hơi thật sâu cắn răng chịu đựng thì thực sự cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Aikeka đã nói như vậy và cuối cùng ông cũng đã hành động như vậy. Ông không hề quỵ ngã. Ông chấp nhận tiếp tục đối mặt với một thử thách mới. Đó là tham gia ứng cử vào vị trí tổng giám đốc công ty ô tô Classico đang đứng bên bờ vực phá sản. Trong sự nghiệp 8 năm giữ cương vị tổng giám đốc công ty ô tô lớn thứ hai trên thế giới, bằng tài năng, trí tuệ, lòng dũng cảm và sự quyết đoán của mình, Aikeka đã tiến hành chỉnh đốn, cải cách lại công ty trên một quy mô rộng lớn, xin viện trợ của chính phủ, kêu gọi sự ủng hộ của các nghị sĩ quốc hội. Cuối cùng ông đã có được một khoản tiền lớn và dần từng bước phục hồi, lấy lại danh tiếng hùng mạnh cho công ty sau một thời gian dài im hơi vắng tiếng trên thị trường quốc tế. Ngày 15 tháng 8 năm 1983, Aikeka đã bàn giao cho đại diện ngân hàng số phiếu chi trị giá lên đến hơn 80 tỷ đô la. Cho đến nay, công ty ô tô Classico đã hoàn trả toàn bộ số nợ đọng khổng lồ trong quá khứ. Nếu Aikeka không phải là một người kiên nhẫn, không đủ can đảm đối mặt với thử thách mới hoặc không thể vực dậy nổi sau những cú sốc trong cuộc đời thì chắc hẳn Aikeka sẽ cũng chẳng có gì khác biệt so với những người bình thường khác. Nhưng ở Aikeka, chúng ta nhìn thấy được tinh thần bất khuất, không sợ khó khăn, thử thách. Chính điều đó đã giúp ông trở thành một người anh hùng đáng để chúng ta kính phục. Triết lý nhân sinh. Cuộc đời con người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Người không tuyệt vọng trước sự thay đổi của thời cuộc mới chính là người có hy vọng tươi sáng nhất. Câu chuyện tiếng hát trong sóng biển tối đen. Tháng 10 năm 1920, một buổi tối trời tối đen như mực, trên mặt biển vịnh Brixton, nước Anh xảy ra một vụ đắm tàu. Một chiếc cano có tên gọi là Rowa Number sau khi đâm vào một chiếc tàu khách hạng nặng đã bị vỡ chìm xuống đáy biển. Trong số 104 người đi tàu có 11 thuyền viên và 14 hành khách mất tích. Người quản lý của công ty bảo hiểm quốc tế Harrison Frank Marina đã bị bỏ lại trong thân con tàu bị chìm. Ông ta đang giãy giụa trong làn sóng biển đen kịt. Tại sao lúc này tàu cứu hộ vẫn chưa đến? Ông tự cảm thấy có lẽ đã đến lúc mình tử giã cõi đời này rồi. Bỗng dần dần, tiếng kêu cứu, tiếng gào khóc gần đó bỗng chìm hẳn xuống. Dường như tất cả mọi sinh mệnh đều đã bị sóng biển nuốt trôi. Không khí chết chóc lan rộng ra bao trùm trên khắp mặt biển. Trong không khí tĩnh mịch đến ghê người, bỗng cất lên một tiếng hát thánh thót. Đó là tiếng hát của một cô gái. Giọng hát không hề lạc điệu và cũng không có chút gì tỏ vẻ thái độ sợ hãi. Người hát bài hát đó như đang đứng biểu diễn trước sự theo dõi chăm chú của hàng triệu khán giả trong một rạp hát lớn vậy. Marina bình tâm lại để lắng nghe. Giọng hát nghe sao mượt mà và đi vào lòng người đến thế. Những bài thánh ca trong nhà thờ cũng chưa bao giờ nhẹ nhàng, thánh thót đến vậy. Giọng đơn ca của một ca sĩ nổi tiếng cũng chưa bao giờ hùng tráng đến vậy. Sự lạnh lẽo, mệt mỏi bỗng chốc tan biến đâu mất, chỉ còn lại sự ấm áp tình người. Marina lắng nghe rồi bơi về phía nơi tiếng hát cất lên. Tiến đến gần, Marina nhìn thấy một cây gỗ trong lớn đang nhấp nhô trên mặt biển, có thể là nó trôi đến khi chiếc tàu chìm xuống đáy biển. Mấy cô gái đang ôm chặt lấy nó. Người có giọng hát đặc sắc đang ở trong số những cô gái ấy. Đó là một cô gái còn khá trẻ. Sóng lớn vỗ tới tấp vào mặt nhưng cô vẫn bình tĩnh, ung dung ngẩng cao đầu cất cao tiếng hát. Trong khi đang chờ tàu cứu hộ đến để giúp cho những người phụ nữ khác không bị mất tinh thần, lung lạc ý chí và để cho họ không buông cây gỗ ra, cô gái trẻ đó đã tiếp thêm tinh thần và sức mạnh cho họ bằng chính giọng hát của mình. Cũng giống như Marina, một chiếc thuyền cứu hộ nhỏ đã xác định phương hướng nơi chiếc tàu bị đắm nhờ tiếng hát đặc sắc của cô gái giữa biển khơi xanh thẳm. Vậy là cuối cùng Marina,
cô gái và những người khác đều đã được cứu sống. Triết lý nhân sinh. Khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, cũng có thể khóc hay lo lắng mất tinh thần, lung lạc ý chí. Cũng có thể tạm thời gạt bỏ sự sợ hãi và lo lắng sang một bên. Hát những bài hát mà mình yêu thích sẽ làm thư thái lòng mình và động viên, khích lệ người khác. Câu chuyện: đây có phải là vấn đề nhức nhối nhất mà tôi gặp phải hay không? Thông thường, sau khi nghe nhà tâm lý học Cox giảng bài xong, luôn luôn có người tìm đến gặp ông để nói chuyện. Hoàn cảnh bây giờ của tôi chán lắm, tôi phải nói chuyện với ông mới được. Lúc này, Cox có thể sẽ hỏi lại họ, lẽ nào đây là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời anh? Câu hỏi này luôn luôn khiến họ phải trầm tư suy nghĩ. Không phải, họ đáp, bây giờ còn chưa ăn thua gì so với lúc khó khăn nhất đâu. Thế thì tốt, Cox tiếp lời. Nếu chúng ta ứng phó với hiện tại bằng trạng thái ở thời điểm khó khăn nhất mà anh đã từng trải qua thì anh sẽ nhanh chóng vượt qua được cửa ải trước mắt này. Về phương diện này, Cox là người có nhiều kinh nghiệm bởi anh đã từng là phi công. Đó là một lần bay vào mùa đông năm ấy. Lúc đó Cox bỗng cảm thấy phía trên máy bay nóng hơn mức bình thường. Bộ phận tan băng trên máy bay mà Cox mở ra là phần để dẫn khí nóng từ động cơ ra ngoài. Bộ phận này không giống như ở trong ô tô. Sau đó, lượng không khí nóng đang ở nhiệt độ cao này đã phun ra ngoài khoang lái thông qua một đoạn ống tăng nhiệt gấp khúc. Mặc dù trong khoang lái lẫn lộn không khí xung quanh nhưng nó vẫn khiến cho khoang lái ngày một nóng hơn. Vượt quá khả năng bạn có thể chịu đựng. Do đó bạn không thể để cho thời gian vận hành của máy tan băng vượt quá thời gian bạn muốn. Ít phút sau, Cox cảm nhận được sức nóng ngày một ghê gớm hơn trong khoang lái. Ông ấy với tay tắt công tắc nguồn nhưng ông phát hiện thấy nó đã được tắt từ bao giờ. Hệ thống đã gặp sự cố. Bất luận Cox làm thế nào đi nữa thì luồng không khí nóng vẫn phun mạnh vào khoang lái và có chiều hướng ngày càng xấu hơn. Không còn cách nào khác để kiểm soát nhiệt độ nữa. Khi đó, họ đang bay giữa mùa đông khắc nghiệt với tiếng gió gào rít, tuyết rơi mạnh và băng giá. Ngoài trời thời tiết xấu, trong khoang máy bay thì đang gặp sự cố nghiêm trọng hơn. Khí nóng đang bao trùm khoang lái. Ông ấy không còn cách nào khác. Cox phát tín hiệu về cho trung tâm điều khiển, thông báo tình trạng của máy bay. Ông ấy quyết định không bay theo mục tiêu đã định là Michigan nữa mà phải nhanh chóng quay trở lại nơi xuất phát. Cox tìm thấy một khu vực an toàn. Được phép của trung tâm điều khiển, anh bắt đầu cho máy bay hạ thấp độ cao. Làm như vậy thì anh có thể nhanh chóng dùng hết nhiên liệu trong bình chứa mà quay trở lại nơi xuất phát. Máy bay hạ cánh trên đường băng bị đóng băng trong điều kiện bình đầy nhiên liệu là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì hạ cánh tốc độ cao trên băng có thể làm rơi gãy phần quá trọng tải của máy bay. Mà vào thời điểm đó, trên máy bay đang còn khoảng 4 tấn nhiên liệu cần dùng hết. Khi ấy, tất cả không khí nóng đã tràn vào khoang lái và khiến cho Cox không thể đắn đo, cân nhắc suy nghĩ thêm điều gì nữa. Sau khi hạ thấp độ cao, Cox thực hiện động tác xoay máy bay một góc 2700 và nhanh chóng tiêu hao sạch nhiên liệu. Đốt cháy bình nhiên liệu phía sau, sau đó đóng lại, đồng thời đẩy van dầu về vị trí của bình nhiên liệu phía sau. Làm như vậy thì bình nhiên liệu chính sẽ không thể đốt cháy được nữa, nhưng lượng nhiên liệu dư thừa có thể chảy ra ngoài từ phía đuôi máy bay. Đây có thể là cách xả bớt nhiên liệu tồi tệ nhất trong cuộc đời lái máy bay của Cox. Đột nhiên, khoang lái bị bao bọc bởi khói, hai mắt Cox cay xè. Bộ phận tan băng cũng không thể chịu nổi nhiệt độ cao và bắt đầu nóng chảy. Cox sắp sửa mất nước rồi. Khi đó, anh rất muốn phá trần máy bay để lao ra ngoài tránh luồng khí nóng nhưng thời tiết xấu này có thể sẽ làm cho một chiếc máy bay không có mùi hạ cánh vô cùng nguy hiểm. Vì vậy mà Cox vẫn tiếp tục chịu đựng trong khoang lái. Lượng nhiên liệu tiêu hao khá nhiều rồi. Cox liên lạc với sân bay cần hạ cánh để yêu cầu được trực tiếp quay trở lại sân bay. Ai cũng biết làm như vậy là hết sức nguy hiểm.
nên Cox đã xin ý kiến của trung tâm điều khiển dưới mặt đất. Trung tâm điều khiển thông báo cho Cox biết là lúc này trên đường băng tuyết đang rơi theo hướng ngược lại. Do đó, khi hạ cánh buộc phải cho máy bay hạ cánh theo chiều ngược lại. Họ đang vội vàng tính toán một số dữ liệu cho việc hạ cánh thì đột nhiên họ không thể bắt liên lạc được với Cox nữa. Hai mắt Cox bắt đầu đau rát. Nước mắt chảy ràn rụa đã khiến anh không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa. Nhưng may mắn là hệ thống hô hấp của anh vẫn ổn vì anh đã kịp đeo mặt nạ dưỡng khí. Cuối cùng, trung tâm điều khiển bắt đầu hướng dẫn cho anh hạ cánh. Cox không nhìn thấy gì. Dường như mây mù đã bao phủ khắp mặt đất. Trung tâm điều khiển để cho Cox hạ cánh ở góc nghiêng nhỏ nhất. Như vậy nếu ở độ cao thấp hơn không có tầng mây thì máy bay có thể lượn một vòng bay thử. Cox cho máy bay lao ra khỏi tầng mây nhưng trước mặt anh lại không có đường băng. Đường băng đang ở phía bên trái anh 300 mét. Nguy hiểm đang đến gần. Mọi điều đáng lẽ không xảy ra trong ngày định mệnh hôm nay. Cox đẩy cần điều khiển về phía trước. Máy bay lao vút lên vượt qua tầng mây. Để chúng tôi bảo anh cách làm thế nào. Trung tâm điều khiển mặt đất gào lên. Chúng tôi sẽ báo anh chuyển hướng nào, chuyển góc bao nhiêu độ và lúc nào thì rời bỏ. Cox làm theo hướng dẫn của họ. Anh bay trong không trung như một người mù lạc mất phương hướng. Miệng lầm rầm cầu mong cho những giọng nói từ mặt đất kia có thể giúp anh thoát ra khỏi tình trạng lúc này và cuối cùng thời khắc tuyệt vời nhất trong đời anh cũng đã đến. Một đường băng dài và đẹp hiện ra trước mắt anh. Lần thứ hai, may mắn Cox bay tới một khu vực quang mây giúp anh nhìn thấy đường băng rõ hơn. Nếu không thì anh lại phải quay trở lại, bay qua tầng mây. Anh xác định được vị trí cần hạ cánh của mình. Tốt lắm. Lần này tôi chỉ nghiêng sang trái 50 mét. Lập tức anh ấy chuyển đường cong 700 sang trái. Tốt rồi. Máy bay đã thẳng với đường băng. Nhưng lần này, máy bay đã sắp sửa đến đoạn đường băng rồi. Nếu anh ấy thử hạ cánh thì khi đến đầu đường băng máy bay vẫn đang chạy ở tốc độ cao. Và đây rõ ràng không phải là một ý kiến hay. Lúc này, Cox nghĩ tới một câu nói như thế này. Nếu bạn không có sự lựa chọn thì bạn nên dũng cảm đương đầu với nó. Anh ấy thực sự không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc điều khiển cho máy bay bay lên lượn vòng một lần nữa mà thôi. Thử lại một lần là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì có nhiều thứ nhỏ bé cần phải so đo, tính toán. Ở thời điểm này Cox không hề bỏ sót một chỉ dẫn nào từ trung tâm điều khiển dưới mặt đất. Có một điều may mắn là lúc này không khí nóng trong khoang lái đã bắt đầu tản ra hết vì bộ phận tan băng đã bị hỏng. Nhưng Cox lại rơi vào một hoàn cảnh khó khăn khác. Đó là bình nhiên liệu đã cạn kiệt. Anh hối hận vì lúc nãy đã đổ hết nhiên liệu ra ngoài. Bây giờ nó chỉ đủ cho một lần bay nữa thôi. Anh gào lên, nếu lần này tôi không thành công, hãy chỉ cho tôi một khoảng đất vắng người, tôi sẽ nhảy dù. Cox chuẩn bị hạ cánh lần cuối cùng. Khi anh đang bay trong tầng mây, trung tâm điều khiển thông báo cho anh áp sát phía bên trái, rồi chuyển sang phải một chút. Nhưng trung tâm điều khiển lại nhắc lại, anh hơi áp sát bên phải, lập tức chuyển sang phải. Cox không nhìn thấy đường băng. Qua hai lần thử chuyển hướng sang phải, anh nghĩ có thể tôi đã đến đúng vị trí rồi. Theo cảm giác tôi không muốn thay đổi vị trí nữa. Nhiều lúc chúng ta phải quyết định lựa chọn giữa việc lắng nghe ý kiến người khác và việc tin vào cảm giác của chính mình. Cox nhanh chóng quyết định. Một khi anh ấy lựa chọn, anh ấy có thể đối mặt với ba kết cục khác nhau trong vòng 5 giây. Có thể anh ấy sẽ ở trên đường băng. Có thể anh ấy sẽ đang bay lơ lửng trên cánh dù và xấu nhất là anh ấy có thể sẽ chết. Đương nhiên, Cox lựa chọn giải pháp hạ cánh an toàn trên đường băng. Rõ ràng, anh ấy thực sự không muốn lựa chọn giải pháp nhảy dù. Khi Cox lao ra khỏi tầng mây, đường băng hiện ra trước mắt anh. Máy bay hạ cánh ngay khi Cox cho máy bay dừng hẳn thì động cơ ngừng hoạt động và nhiên liệu cũng vừa đúng lúc cạn kiệt. Nhìn lại vấn đề, nếu khi xảy ra sự cố này mà Cox lãng phí thời gian và oán trách hoàn cảnh thì có lẽ Cox đã tự hại chết chính mình.
May mắn là Cox đã không hành động như vậy. Anh đã bình tĩnh xử lý mọi vấn đề xảy ra. Về sau, mỗi lần gặp khó khăn, Cox luôn nói với mình, đúng vậy, đây lẽ nào lại còn xui xẻo hơn lần gặp nạn trên không năm đó sao? Không thể. Tôi nghĩ nếu lần đó tôi đã vượt qua được thì giờ đây chuyện gì tôi cũng dám đương đầu cả. Triết lý nhân sinh. Chúng ta luôn có thói quen cho rằng những vấn đề trước mắt là những sự cố nghiêm trọng mà chúng ta gặp phải. Lúc này nên suy nghĩ xem liệu sự phán đoán của chúng ta đã đúng hay chưa. Lần sau, khi gặp vấn đề lớn chúng ta sẽ hỏi chính mình, đây có phải là vấn đề nhức nhối nhất mà mình gặp phải hay không? Sự cố này nên so sánh như thế nào với những gì tôi đã từng gặp? Nếu những gì từng gặp đáng phải suy nghĩ hơn thì chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng vượt qua được cửa ải này. Câu chuyện, dù con đường chông gai vẫn luôn cố gắng tiến lên. Một công nhân giặt là sống trong một chiếc thùng xe cũ với đồng lương ít ỏi của mình. Vợ anh ta phải đi làm thêm ca đêm để hoàn cảnh gia đình bớt khó khăn, thiếu thốn. Nhưng dù hai vợ chồng đã cố gắng làm lụng vất vả mà đồng tiền kiếm thêm cũng chẳng được là bao. Họ nghèo đến nỗi mà khi đứa con bé bỏng của họ bị mắc chứng bệnh viêm tai, không có tiền thuốc thang, họ đành phải bán máy điện thoại để lấy tiền chữa trị cho con. Anh công nhân này hy vọng trở thành một nhà văn. Anh say mê viết văn. Trong căn nhà tạm bợ của vợ chồng anh, dù là đêm hay ngày, lúc nào tiếng máy chữ cũng vang lên không ngớt. Toàn bộ số tiền dư thừa anh ta đều dùng vào việc chi trả tem thư, gửi bản thảo cho nhà xuất bản và người môi giới. Tất cả bài viết của anh đều bị gửi trả lại. Những lá thư trả lại đều ngắn gọn và có một nội dung như nhau thành một mô thức chung. Đến nỗi anh ta cũng chẳng dám tin là nhà xuất bản và người môi giới có xem tác phẩm của mình hay không nữa. Một ngày, anh ta đã đọc một bộ tiểu thuyết. Bất chợt anh ta nhớ đến nội dung một tác phẩm nào đó của mình và anh ta quyết định gửi bản thảo tác phẩm đó cho nhà xuất bản đã in cuốn tiểu thuyết mà anh ta đang đọc. Nhà xuất bản gửi bản thảo đó cho Pierre Thompson. Sau đó vài tuần, anh thợ giặt là nhận được thư trả lời đầy chân thành của Thompson. Lá thư cho anh ta biết, bản thảo mà anh ta viết mắc quá nhiều lỗi và chưa thể xuất bản được. Nhưng Thompson tin rằng, anh ta có hy vọng để trở thành một nhà văn và ông động viên anh ta tiếp tục cố gắng. Trong 18 tháng sau đó, anh ta lại gửi cho nhà xuất bản hai bản thảo tác phẩm của mình nữa, nhưng đều bị trả lại. Anh ta bắt đầu chấp bút viết bộ tiểu thuyết thứ tư của mình, nhưng do điều kiện kinh tế của gia đình quá eo hẹp, không đủ tiền trang trải cho cuộc sống, anh ta đành từ bỏ hy vọng của mình. Một buổi tối, anh ta đem tất cả bản thảo tác phẩm của mình ném vào thùng rác. Ngày hôm sau, vợ anh ta nhặt chúng mang về nhà. Anh không được bỏ dở công sức của mình như vậy. Người vợ động viên anh ta, đặc biệt là khi anh sắp sửa đạt được thành công như vậy. Anh ta tròn xoe mắt nhìn những bản thảo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ anh ta cũng không còn tin ở chính mình nữa, nhưng người vợ của anh vẫn tin là anh sẽ thành công. Một nhà biên tập New York mà anh chưa một lần gặp mặt cũng tin là anh sẽ gặt hái thành công. Vì vậy, từ đó mỗi ngày anh công nhân lại tiếp tục thai nghén những tác phẩm của mình. Viết xong, anh ta đều gửi chúng cho Thompson, nhưng anh nghĩ lần này chắc cũng khó tránh khỏi thất bại. Nhưng anh ta đã lầm. Công ty xuất bản của Thompson đã gửi trước cho anh 2.500 đô la. Và cuốn tiểu thuyết khủng bố kinh điển Gary của Stephen King đã ra đời như thế. Về sau, cuốn tiểu thuyết này đã bán được hơn 5 triệu bản và được dựng thành phim, trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất trong năm 1976. Triết lý nhân sinh 108. Không ai có thể đạt đến thành công trong một sớm một chiều được. Thành công luôn gắn liền với mỗi sự cố gắng phấn đấu. Cho dù con đường đó có đầy chông gai, thử thách thì vẫn phải kiên trì vươn lên. Câu chuyện, biến hoàn cảnh bất lợi thành những điều bản thân mình có thể chịu đựng được. Chân Tử là người Nhật Bản.
gia đình cô đã có truyền thống nhiều đời nuôi ngọc trai. Cô ấy cũng có một viên ngọc mà ngày cô sắp sửa đi du học ở Mỹ, mẹ cô đã tặng cho cô. Trước khi cô lên đường, mẹ cô đã gọi riêng cô ra một góc rồi đưa cho cô viên ngọc này. Mẹ cô tâm sự. Khi nữ công nhân bỏ hạt cát vào bên trong lớp vỏ của con trai biển, con trai sẽ cảm thấy không hề thoải mái, nhưng chúng không làm sao để có thể thổi cho cát ra ngoài được. Do đó chúng phải đứng trước hai sự lựa chọn. Một là oán trách, để cho ngày tháng của mình phải sống không thoải mái. Một sự lựa chọn khác là chúng phải tìm cách đồng hóa với hạt cát này, để được chung sống hòa bình cùng với nó. Vậy là con trai bắt đầu bao bọc hạt cát bằng chính một phần dinh dưỡng, tinh lực của chúng. Khi hạt cát được bao bọc bởi chiếc áo ngoài của con trai cảm thấy hạt cát là một phần của mình, mà không phải là một dị vật bên ngoài lọt vào nữa. Thành phần trai bao bọc những hạt cát càng nhiều thì con trai càng xem chúng là chính mình và lại càng chung sống hòa thuận hơn. Người mẹ gợi ý thêm, con trai không có đại não. Nó là loài động vật không có đốt sống, là loài tiến hóa thấp. Nhưng ngay cả một loài động vật bậc thấp không có đại não mà chúng còn biết tìm cách để thích ứng với hoàn cảnh của mình. Biến những điều mà mình không ưa thích thành một phần của mình, thì huống hồ trí tuệ của con người lại không làm được điều này. Nibo có một câu nói nổi tiếng, lạy Chúa, xin người hãy ban cho chúng con tấm lòng, sự độ lượng, để chúng con có thể dễ dàng chấp nhận những điều không thể thay đổi. Xin hãy cho chúng con thay đổi được những điều có thể thay đổi. Xin hãy ban cho chúng con trí tuệ để giúp con có thể phân biệt được điều gì có thể thay đổi được và điều gì không thể thay đổi được. Triết lý nhân sinh. Chúng ta dựa vào đâu mà oán trời, trách người khi gặp khó khăn? Khi chơi tú lơ khơ, việc cần quân bài nào không phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng hơn là bạn phải biết làm thế nào để đánh thắng bằng những quân bài đó trong tay. Câu chuyện, mọi sự đều được an bài tốt nhất. Trước kia, đã từng có một quốc gia tuy diện tích không bao la rộng lớn, con người không đông đúc, nhưng cuộc sống của người dân lại luôn luôn vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Lý do tại sao như thế? Bởi vì người dân đất nước đó có một vị quốc vương không thích làm việc và một vị tể tướng không muốn làm quan. Ngoài việc đi săn, vị quốc vương không có thói quen, sở thích xấu xa nào khác. Ông thích nhất là được cùng vị tể tướng mặc thường phục đi vi hành tìm hiểu cuộc sống của nhân dân trong kinh thành. Còn vị tể tướng, ngoài chuyện xử ký việc triều chính, ông cũng ham mê tháp tùng nhà vua đi xuống các vùng quê tìm hiểu. Thị sát. Nếu là cá nhân ông thì điều mà vị tể tướng này say mê nhất là được nghiên cứu chân lý cuộc đời con người trong vũ trụ. Câu nói mà ông tâm đắc nhất có lẽ là mọi sự đã an bài tốt nhất rồi. Một lần, quốc vương đang hăm hở đi săn trên một thảo nguyên bao la rộng lớn. Đoàn tùy tùng dẫn theo hàng chục chú chó săn. Chế độ bảo vệ sức khỏe của vị quốc vương được thực hiện rất tốt. Xương cốt chắc chắn, khỏe mạnh, làn da trắng bóng, nhìn ông đã toát lên phong thái của một vị vua anh minh, liêm khiết. Đoàn tùy tùng nhìn vị quốc vương của mình phóng như bay trên lưng ngựa, oai phong lẫm liệt truy đuổi một con báo hoa, ai cũng trầm trồ thán phục, ca ngợi. Chú báo hoa chạy bán sống bán chết, vị quốc vương truy cản không rời nửa bước. Chờ đến khi chú báo hoa thấm mệt, tốc độ chạy chậm lại thì quốc vương mới dương cung tên hạ gục chú báo. Vị quốc vương rất vui. Ông nhìn chú báo nằm im bất động trên thảm cỏ, nhất thời không cảnh giác, khi đoàn tùy tùng vẫn chưa chạy kịp đến chỗ ông. Ông một mình nhảy xuống ngựa, tiến đến gần xác con báo hoa. Nào ngờ, chỉ chờ có thế con báo hoa dồn hết sinh lực cuối cùng của mình vùng dậy lao chộp về phía quốc vương. Vị quốc vương bình tĩnh tránh sang một bên, thoáng nghĩ thôi rồi. Vừa may, đoàn tùy tùng đến kịp, lập tức gương cung bắn hạ con báo. Con báo ự lên một tiếng rồi đổ ập xuống. Đoàn tùy tùng vội vàng chạy đến hỏi han vị quốc vương. Vị quốc vương đưa bàn tay lên, một nửa ngón tay út đã bị con báo hoa cắn đứt.
máu chảy rất nhiều. Vị ngự y đi cùng nhanh chóng băng bó cho nhà vua. Tuy vết thương không nghiêm trọng, nhưng vị quốc vương lại không còn hứng thú gì với chuyện đi săn nữa. Đáng lẽ ra ông định tìm người trách mắng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ông thấy mình mới là người có lỗi trong chuyện này nên ông im lặng không nói gì. Đoàn tùy tùng lặng lẽ trở về kinh thành. Sau khi trở về cung, càng nghĩ vị quốc vương càng cảm thấy không vui. Ông cho vời tể tướng đến uống rượu giải sầu. Sau khi biết chuyện, tể tướng vừa nâng chén rượu chúc mừng nhà vua vừa mỉm cười nói: "Đại vương à, mất một miếng thịt bé còn con còn tốt hơn là mất một mạng sống đấy. Người cứ suy nghĩ đi, mọi sự đều đã được an bài tốt nhất rồi." Quốc vương nghe xong, cảm thấy nỗi phiền muộn trong lòng mình vơi đi nhiều. Ông chăm chú nhìn vị tể tướng nói: "Khanh thật là rộng lượng. Có đúng là khanh cho rằng mọi sự đều đã được an bài tốt nhất rồi không?" Vị tể tướng nhận thấy là quốc vương đang rất phẫn nộ nhưng vẫn tỉnh bơ trả lời: "Thưa đại vương, đúng như vậy. Nếu chúng ta có thể vượt qua được cái thành bại được mất thắng thua nhất thời của mình, rõ ràng mọi chuyện đều đã được an bài tốt nhất rồi." Quốc vương nói: "Nếu ta giam khanh vào ngục tối, khanh có cho đó là sự an bài tốt nhất không?" Tể tướng cười nói: "Nếu như vậy, khanh cũng tin rằng đó là sự an bài tốt nhất." Quốc vương lại nói: "Nếu ta ra lệnh cho thị vệ lôi khanh ra ngoài chém đầu, khanh có cho đó là sự an bài tốt nhất không?" Vị tể tướng vẫn cười, như chẳng để ý gì đến những lời quốc vương đang nói cả. "Nếu như vậy, khanh cũng cho đó là sự an bài tốt nhất hay sao?" Quốc vương hầm hầm nổi giận, đập mạnh xuống bàn. Hai thị vệ lập tức tiến sát. Quốc vương hét lớn: "Các ngươi bắt tên tể tướng ra ngoài chém đầu cho ta." Hai tên thị vệ đứng ngây người ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Quốc vương nói: "Không nhanh lên, còn chần chờ gì nữa?" Lúc này, hai tên thị vệ như bừng tỉnh sau cơn mơ, tiến đến bắt giữ tể tướng lôi ra ngoài. Bỗng nhiên, lúc này, quốc vương cảm thấy hối hận. Ông ta hét lên: "Khoan đã, cho giam hắn vào ngục." Vị tể tướng ngoái đầu lại mỉm cười với nhà vua: "Đây cũng là sự an bài tốt nhất." Quốc vương hất tay, hai tên thị vệ dẫn tể tướng ra ngoài. Một tháng sau, vết thương của quốc vương đã lành. Ông ta dự định tìm tể tướng để cùng đi vi hành như những lần trước, nhưng nghĩ đến câu chuyện xảy ra cách đó không lâu, chính ông ta đã ra lệnh nhốt tể tướng vào ngục nên quốc vương lại thôi, thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài. Đi mãi, đến một cánh rừng xa, bỗng từ trên núi xuất hiện một bầy người mặt mũi lem luốc tô vẽ lao xuống, trói chặt quốc vương dẫn lên núi. Lúc này, quốc vương mới biết hôm nay là ngày rằm. Đây là tập tục của một bộ lạc nguyên thủy xa xưa. Mỗi dịp trăng tròn là họ kéo nhau xuống núi tìm bắt người làm vật tế nữ thần mặt trăng. Quốc vương gào lên một tiếng: "Phen này thì chắc không có ai cứu mình nữa rồi." Kỳ thực, ông ta lại rất muốn nói với bảy người nguyên thủy kia: "Ta là quốc vương xứ này, hãy thả ta ra, ta sẽ ban thưởng vàng bạc châu báu cho các ngươi." Nhưng miệng ông ta đã bị nhét kín nên không tài nào nói được. Khi thấy mình bị dẫn tới trước một lò thiêu lớn cao quá đầu người, bên trong lửa cháy hừng hực, vị quốc vương vô cùng sợ hãi. Thầy tế xuất hiện, bọn người kỳ quặc cởi bỏ y phục của quốc vương, lộ ra long thể da trắng nõn nà. Thầy tế lầm rầm khấn vái gì đó, không ngờ bây giờ vẫn còn tìm được vật tế thần tuyệt vời như thế này. Thì ra, vị nữ thần phải cúng tế hôm nay chính là biểu tượng của vẻ đẹp hoàn mỹ. Cho nên vật tế thần xấu một chút, đen một chút, thấp một chút cũng chẳng sao cả, miễn là không bị tàn tật là được. Đúng lúc này, thầy tế phát hiện thấy ngón tay út của quốc vương bị đứt mất một nửa. Ông ta cắn răng chửi mắng một thôi một hồi rồi ra lệnh: "Đuổi kẻ xấu xa này đi ngay, tìm một người khác thay thế." Vị quốc vương vui mừng khôn xiết, chạy như bay trở về kinh thành, lập tức cho người thả tự do cho tể tướng.
tổ chức yến tiệc linh đình trong vườn Thượng Uyển để mừng mình may mắn thoát chết và chúc mừng tự do của vị tể tướng. Quốc vương chúc rượu tể tướng rồi nói: "Tể tướng, khanh nói quả không sai. Quả nhiên, mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất. Nếu không bị chú báo hoa cắn đứt một nửa ngón tay thì có lẽ ta đã chết rồi." Tể tướng cũng chúc rượu quốc vương, chúc mừng đại vương vì đã hiểu thêm được một trải nghiệm mới của cuộc đời con người. Một lúc sau, bỗng nhiên quốc vương hỏi tể tướng: "Ta may mắn thoát chết. Cố nhiên là mọi chuyện đều là sự an bài tốt, cho rằng mọi sự đều đã được an bài tốt nhất rồi không?" Vị tể tướng nhận thấy là quốc vương đang rất phẫn nộ nhưng vẫn tỉnh bơ trả lời: "Thưa đại vương, đúng như vậy. Nếu chúng ta có thể vượt qua được cái thành bại được mất thắng thua nhất thời của mình, rõ ràng mọi chuyện đều đã được an bài tốt nhất rồi." Quốc vương nói: "Nếu ta giam khanh vào ngục tối, khanh có cho đó là sự an bài tốt nhất không?" Tể tướng cười nói: "Nếu như vậy, khanh cũng tin rằng đó là sự an bài tốt nhất." Quốc vương lại nói: "Nếu ta ra lệnh cho thị vệ lôi khanh ra ngoài chém đầu, khanh có cho đó là sự an bài tốt nhất không?" Vị tể tướng vẫn cười, như chẳng để ý gì đến những lời quốc vương đang nói cả. "Nếu như vậy, khanh cũng cho đó là sự an bài tốt nhất hay sao?" Quốc vương hầm hầm nổi giận, đập mạnh xuống bàn. Hai thị vệ lập tức tiến sát. Quốc vương hét lớn: "Các ngươi bắt tên tể tướng ra ngoài chém đầu cho ta." Hai tên thị vệ đứng ngây người ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Quốc vương nói: "Không nhanh lên, còn chần chờ gì nữa?" Lúc này, hai tên thị vệ như bừng tỉnh sau cơn mơ, tiến đến bắt giữ tể tướng lôi ra ngoài. Bỗng nhiên, lúc này, quốc vương cảm thấy hối hận. Ông ta hét lên: "Khoan đã, cho giam hắn vào ngục." Vị tể tướng ngoái đầu lại mỉm cười với nhà vua: "Đây cũng là sự an bài tốt nhất." Quốc vương hất tay, hai tên thị vệ dẫn tể tướng ra ngoài. Một tháng sau, vết thương của quốc vương đã lành. Ông ta dự định tìm tể tướng để cùng đi vi hành như những lần trước, nhưng nghĩ đến câu chuyện xảy ra cách đó không lâu, chính ông ta đã ra lệnh nhốt tể tướng vào ngục nên quốc vương lại thôi, thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài. Đi mãi, đến một cánh rừng xa, bỗng từ trên núi xuất hiện một bầy người mặt mũi lem luốc tô vẽ lao xuống, trói chặt quốc vương dẫn lên núi. Lúc này, quốc vương mới biết hôm nay là ngày rằm. Đây là tập tục của một bộ lạc nguyên thủy xa xưa. Mỗi dịp trăng tròn là họ kéo nhau xuống núi tìm bắt người làm vật tế nữ thần mặt trăng. Quốc vương gào lên một tiếng: "Phen này thì chắc không có ai cứu mình nữa rồi." Kỳ thực, ông ta lại rất muốn nói với bầy người nguyên thủy kia: "Ta là quốc vương xứ này, hãy thả ta ra, ta sẽ ban thưởng vàng bạc châu báu cho các ngươi." Nhưng miệng ông ta đã bị nhét kín nên không tài nào nói được. Khi thấy mình bị dẫn tới trước một lò thiêu lớn cao quá đầu người, bên trong lửa cháy hừng hực, vị quốc vương vô cùng sợ hãi. Thầy tế xuất hiện, bọn người kỳ quặc cởi bỏ y phục của quốc vương, lộ ra long thể da trắng nõn nà. Thầy tế lầm rầm khấn vái gì đó, không ngờ bây giờ vẫn còn tìm được vật tế thần tuyệt vời như thế này. Thì ra, vị nữ thần phải cúng tế hôm nay chính là biểu tượng của vẻ đẹp hoàn mỹ. Cho nên vật tế thần xấu một chút, đen một chút, thấp một chút cũng chẳng sao cả, miễn là không bị tàn tật là được. Đúng lúc này, thầy tế phát hiện thấy ngón tay út của quốc vương bị đứt mất một nửa. Ông ta cắn răng chửi mắng một thôi một hồi rồi ra lệnh: "Đuổi kẻ xấu xa này đi ngay, tìm một người khác thay thế." Vị quốc vương vui mừng khôn xiết, chạy như bay trở về kinh thành, lập tức cho người thả tự do cho tể tướng. Tổ chức yến tiệc linh đình trong vườn Thượng Uyển để mừng mình may mắn thoát chết và chúc mừng tự do của vị tể tướng. Quốc vương chúc rượu tể tướng rồi nói: "Tể tướng, khanh nói quả không sai. Quả nhiên, mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất. Nếu không bị chú báo hoa cắn đứt một nửa ngón tay thì có lẽ ta đã chết rồi."
Tể tướng cũng chúc rượu quốc vương. Chúc mừng đại vương vì đã hiểu thêm được một trải nghiệm mới của cuộc đời con người. Một lúc sau, bỗng nhiên quốc vương hỏi tể tướng, ta may mắn thoát chết. Cố nhiên là mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất. Nhưng khanh bị nhốt trong ngục tối một tháng trời đằng đẵng, hà cớ gì lại nói như vậy? Tể tướng chậm rãi uống một ngụm rượu rồi mới nói, thưa đại vương, người giam thần trong ngục tối, đó cũng là sự an bài tốt nhất. Người nghĩ xem, nếu thần không bị nhốt trong ngục thì người tháp tùng quốc vương đi vi hành, không phải thần thì còn ai vào đây nữa? Chờ đến khi bọn người thổ dân kia phát hiện thấy quốc vương không thích hợp cho việc tế thần, ai có thể sẽ bị ném vào trong lò thiêu? Chẳng phải thần thì là ai? Cho nên, chén rượu này thần xin bày tỏ lòng biết ơn đối với quốc vương vì đã giam thần vào ngục tối. Chính người đã cứu sống thần. Triết lý nhân sinh. Cuộc đời con người lúc lên voi lúc xuống chó, có lúc thịnh có lúc suy. Biết nhìn nhận vấn đề một cách biện chứng, luôn giữ thái độ lạc quan, phóng khoáng với sự được mất, thành bại, mọi chuyện đều là sự an bài tốt nhất. Bớt suy tư lo lắng thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn nhiều. Câu chuyện, bài học từ trong thất bại. Tôi đã làm ở đây được hơn 30 năm rồi. Một nhân viên than vãn vì không được đề bạt thăng chức. Ông đã đề bạt không ít người có kinh nghiệm công tác kém xa tôi gần 20 năm. Không đúng, ông chủ trả lời. Anh chỉ có một năm kinh nghiệm thôi. Anh chẳng rút ra được bài học nào từ sai lầm của mình cả. Anh vẫn phạm phải những sai lầm mà anh từng mắc phải khi mới làm việc trong những năm đầu tiên. Không thể rút ra được bài học từ trong thất bại quả là một điều bi ai. Cho dù là một lỗi lầm rất nhỏ, bạn vẫn nên học được một điều gì ở đó. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Một trợ lý trẻ nói với Edison, chúng ta đã thử nghiệm 20.000 lần rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra được chất nào để làm dây tóc bóng đèn cả. Không, Edison trả lời, công việc của chúng ta đã có những tiến triển quan trọng. Ít nhất, chúng ta cũng đã biết được có hơn 20.000 loại vật chất không thể làm dây tóc bóng đèn. Chính tinh thần kiên trì không biết mệt mỏi này của Edison đã giúp ông tìm ra chất liệu làm dây tóc bóng đèn, phát minh ra bóng đèn điện và đã làm thay đổi lịch sử tiến hóa văn minh của loài người. Lỗi lầm liệu có nghiêm trọng đối với những tổn thất của chúng ta hay không? Chắc chắn không phải ở bản thân sai lầm mà là ở thái độ của người phạm sai lầm. Người có thể rút ra được bài học kinh nghiệm từ trong thất bại mới là người có thể hạn chế đến mức thấp nhất tổn thất mà sai lầm gây ra. Một học giả người Anh chỉ ra rằng, thất bại không nên trở thành lý do của sự đau khổ, nhụt ý chí, mà nó nên trở thành sự kích thích mới lạ. Cách duy nhất để tránh phạm phải sai lầm là không làm điều gì cả. Rõ ràng có một số sai lầm có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng. Người ta gọi nó là một lần vấp ngã trở thành mối hận ngàn năm. Quay đầu nhìn lại đã hàng trăm năm rồi. Tuy nhiên, thất bại là mẹ thành công. Không có thất bại, không có khó khăn thì không làm nên nghiệp lớn. Triết lý nhân sinh. Người thông minh có thể rút ra bài học kinh nghiệm từ trong thất bại. Còn người thất bại thì luôn phạm phải những sai lầm giống nhau, nhưng lại không thể học được gì sau những lần vấp ngã ấy. Câu chuyện, cánh cửa. Khi hai người con đã trưởng thành, một ông phú ông nọ cũng đã già. Thời gian này ông phú ông suy nghĩ rất nhiều và vô cùng phiền não. Rốt cuộc nên để cho đứa con trai nào kế thừa tài sản của mình đây? Phú ông suy nghĩ đi suy nghĩ lại mà vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp. Hồi tưởng lại thời kỳ ông một mình tay trắng lập nghiệp, một suy nghĩ bỗng lóe sáng trong đầu óc ông. Ông nghĩ ra được một phương pháp để có thể khảo nghiệm hai người con của mình. Ông ta khóa cửa lại, dẫn hai con đến một thành phố cách xa hàng trăm dặm. Sau đó nêu ra cho họ một bài thi, ai tìm ra được đáp án tốt nhất, người đó sẽ kế thừa tài sản của ông. Phú ông giao cho hai con mỗi người một chùm chìa khóa, một con tuấn mã
và xem ai là người về đến nhà nhanh nhất và mở được cửa ra. Ngựa chạy nhanh như bay, do vậy hai anh em dường như về đến nhà cùng một lúc. Nhưng đối mặt với họ là chiếc khóa cổng, hai người tỏ ra vô cùng chán nản. Người anh thử trái rồi thử phải, nhưng tìm mãi vẫn không tìm ra được chiếc chìa khóa trong chùm chìa khóa có thể mở được ổ khóa kia. Còn người em thì sao? Khổ nỗi cậu ta không có chìa khóa, bởi vừa rồi trong lúc phi ngựa, do không cẩn thận đã làm rơi chùm chìa khóa lúc nào không biết. Hai anh em đều sốt ruột và lo lắng đến toát cả mồ hôi. Đột nhiên, người em vỗ mạnh tay vào ngực, đã nghĩ ra được một cách. Anh ta đi tìm một cục đá, và chỉ cần vài nhát đập, chiếc khóa đã bung ra. Như thế người em dễ dàng đi vào nhà. Và đương nhiên, tài sản thừa kế đã được trao cho người em. Triết lý nhân sinh. Không có một chiếc chìa khóa nào cho cánh cửa lớn trong cuộc đời mỗi con người, trong thời khắc quyết định của vận mệnh. Điều mà chúng ta cần không phải chiếc chìa khóa theo hình thức bảo thủ kia, mà là một cục đá có thể phá tan tất cả chướng ngại. Câu chuyện quả trứng màu trống rỗng. Khi mới sinh ra, Jeremy đã là một đứa trẻ không bình thường như những đứa trẻ khác. Không những cậu có một thân hình siêu vẹo biến dị, phản ứng chậm chạp, mà còn mắc phải những chứng bệnh hiểm nghèo. Hiện tại bệnh tật đang dần dần lấy đi cuộc sống của cậu bé. Cho dù như vậy, bố mẹ cậu bé vẫn làm tất cả mọi khả năng của mình để cậu có thể sống một cách bình thường. Do vậy họ đã đem cậu bé đến học tiểu học tại trường Sanh Ti. Khi tròn 12 tuổi, cậu mới chỉ học đến lớp 2 tiểu học. Rõ ràng, năng lực học tập của cậu là có hạn. Khi lên lớp, cậu ta không ngừng cử động thân thể của mình, miệng luôn chảy nước bọt, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng hu lu hu lu. Thỉnh thoảng, cậu ta cũng có thể nói chuyện một cách trôi chảy, dường như những lúc đó có một tia sáng xuyên qua khoảng đen tối dày đặc trong óc cậu. Tuy nhiên, những thời khắc như vậy là vô cùng ngắn ngủi và hãn hữu. Phần lớn thời gian, cậu ta luôn làm cho cô giáo Mai giận dữ. Và một ngày, cô giáo Mai gọi điện cho bố mẹ của Jeremy, mời họ đến trường nói chuyện. Trong phòng học vắng lặng, bố mẹ Jeremy ngồi trên ghế với tâm trạng bất an. Cô giáo Mai nói với họ, Jeremy nên chuyển đến học tại trường dành cho trẻ đặc biệt, để cậu ấy học tập trung cùng với những đứa trẻ không bị thiểu năng nhỏ hơn cậu ta 5 tuổi. Đó là điều không công bằng với chúng. Nghe xong những lời của cô giáo, mẹ Jeremy thương tâm đến bật khóc. Bố của Jeremy nói, thưa cô Mai, cô cũng biết đấy, gần đây không có ngôi trường nào như vậy cả. Nếu chúng tôi đưa cậu bé đi khỏi ngôi trường này, đó sẽ là một đòn kích động vô cùng mạnh mẽ đối với nó, bởi chúng tôi biết nó rất thích ngôi trường này. Sau khi bố mẹ Jeremy đi khỏi, cô giáo Mai lặng lẽ nhìn những bông hoa tuyết đang lất phất bay ngoài cửa sổ. Cô ngồi một mình trong lớp học rất lâu. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo của băng tuyết kia như đang thấm sâu vào trong tâm hồn cô. Mặc dù cô rất thương bố mẹ Jeremy, nhưng để Jeremy tiếp tục lưu lại trong lớp của cô sẽ là việc không công bằng. Cô ấy còn phải dạy 18 học sinh khác nữa, mà Jeremy sẽ làm phân tán sự tập trung của chúng, không thể chú tâm học tập. Ngoài ra, Jeremy thậm chí còn không biết đọc và viết. Tại sao lại phải lãng phí thêm thời gian cho cậu ấy nữa? Bất chợt, cô đột nhiên cảm thấy một cảm giác tội lỗi lan tỏa trong tâm trí cô. Ôi, Thượng Đế, cô cầu khẩn thật lớn. Xin người hãy giúp đỡ con. Hãy để con có thêm sự kiên nhẫn với Jeremy. Từ đó trở đi, cô giáo Mai cố gắng không để mình bị thu hút vào những hành động nghịch ngợm, cũng như ánh mắt hoang dại của cậu bé. Một hôm, Jeremy lê đôi chân tàn tật của mình, khập khiễng bước từng bước đến trước bục giảng. Em yêu cô. Cô Mai. Cậu bé nói rất to, to đến mức tất cả học sinh trong lớp đều nghe thấy. Bọn chúng phá lên cười,
cô Mai cũng đỏ mặt. Điều này rất tốt. Jeremy, cảm ơn em. Bây giờ mời em trở lại chỗ ngồi của mình đi. Không lâu sau, mùa xuân đã đến. Bọn trẻ cũng hào hứng bàn tán về lễ phục sinh sắp cận kề. Cô Mai phát cho mỗi học sinh một quả trứng màu bằng cao su rất to. Cô nói với bọn trẻ, các em hãy mang quả trứng màu phục sinh này về nhà. Ngày mai hãy mang nó quay lại đây. Nhưng hãy nhớ một điều, ngày mai khi đem quả trứng quay lại, trong quả trứng phải bỏ thứ gì đó có thể tượng trưng cho sự sống mới. Vâng, các em đều đồng thanh trả lời, trừ Jeremy. Mắt cậu ấy không rời xa khuôn mặt cô Mai một phút, thậm chí còn không phát ra một âm thanh kỳ quặc nào như mọi khi. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló lên sau rặng cây, chim hót líu lo, 19 đứa trẻ vui vẻ đến trường. Họ bỏ quả trứng màu của mình vào trong chiếc làn màu xanh to đặt trên bàn giáo viên. Sau khi giờ toán kết thúc cũng là lúc họ mở những quả trứng màu phục sinh này. Trong quả trứng màu đầu tiên, Tos phát hiện ra một bông hoa đẹp. Ôi, đẹp quá! Hoa là tượng trưng của sinh mệnh mới. Một bé gái ngồi hàng đầu nhún vai nói, đó là bông hoa của tôi. Tiếp đó, Tos mở quả trứng thứ hai. Trong quả trứng này là một chú bướm cao su xinh xắn. Chú bướm xinh xắn này là kết quả của con ngài trưởng thành. Vì vậy, nó cũng là tượng trưng cho sinh mệnh mới. Tos lại mở một quả trứng màu, bên trong là một hòn đá nhỏ. Sau đó, Tos mở quả trứng màu thứ tư. Cô bé hoàn toàn kinh ngạc bởi đó là một quả trứng màu trống rỗng. Đây chắc chắn là của Jeremy, cô nghĩ. Đương nhiên rồi, cậu ta vốn chẳng hiểu ý nghĩa của bài tập mà mình yêu cầu. Để khỏi làm Jeremy cảm thấy xấu hổ với bạn bè, cô đặt quả trứng đó sang một bên, rồi nhón tay nhặt một quả trứng khác. Bỗng nhiên, Jeremy kêu lên, cô Mai, cô không định nói về quả trứng của em sao? Chưa kịp chuẩn bị cho câu hỏi khá lạnh lùng này của Jeremy, cô hơi lúng túng. Nhưng Jeremy, bên trong quả trứng của em có gì đâu? Jeremy nhìn rất chăm chú vào mắt cô Mai và nhẹ nhàng nói, vâng đúng thế, nhưng mà cô ơi, trong mộ của Chúa Giê-xu cũng có gì đâu ạ? Lúc đó, tất cả học sinh trong lớp đều trố mắt ngạc nhiên. Phòng học im phăng phắc, thời gian cũng như ngừng lại. Một lúc sau, cô Mai mới chấn tĩnh lại. Cô hỏi, em có biết tại sao trong mộ Giê-xu lại trống rỗng không? Ồ, tất nhiên là biết rồi, Jacky trả lời rất to. Sau khi Giê-xu bị giết, xác của ông ấy được đặt trong mộ. Nhưng sau đó Đức Chúa Trời đã cứu ông ấy sống lại. Triết lý nhân sinh. Mỗi người đều có thể có những tư duy đặc biệt, nhìn ra những thứ mà người khác không nhìn thấy, nghĩ được những điều mà người khác không nghĩ được. Một đứa trẻ thiểu năng mà nghĩ được như vậy, chúng ta có lý gì mà lại từ bỏ chính mình? Câu chuyện Thế giới qua ống kính vạn hoa. Blake có một chiếc tủ bằng thủy tinh, bên trong lưu giữ rất nhiều đồ chơi có giá trị, có những viên đá nhỏ màu vàng đất, màu huyết gà, những tấm thủy tinh pha lê có khắc hình những bông hoa, những con vật được điêu khắc bằng ngọc và hai ống kính vạn hoa. Nói về giá trị tiền, kính vạn hoa là một đồ vật rẻ tiền, nhưng Blake lại lưu giữ chúng ở vị trí ở ngăn trên cùng của tủ, bởi vì anh ấy biết rằng nếu có những bạn nhỏ đến nhà chơi, đối với chúng hầu hết những đồ vật trong tủ đều chẳng có gì thú vị. Ngoại trừ ống kính vạn hoa, chúng tranh nhau để chơi. Vấn đề là ở chỗ, bọn trẻ mặc dù không nhìn thấy, nhưng những người lớn đưa bọn trẻ tới lại không tránh khỏi tò mò. Họ nhìn ngắm, thưởng thức những món đồ trong tủ qua lớp kính. Cuối cùng sẽ lại đưa ánh mắt của mình đến chỗ kính vạn hoa. Cái gì thế này? Sáng lấp lánh trông hay quá, lấy ra cho tôi xem chút được không? Thế là xuất hiện cảnh tượng già trẻ.
lớn bé tranh nhau xem chiếc kính vạn hoa. Có học giả nghiên cứu cho biết, bản năng của con người ngoài giới tính và chức năng hô hấp ra, còn có các bản năng khác như moi móc hang ổ của động vật nhỏ, dội nước vào tổ kiến, mà không cần dạy cũng biết. Có lẽ cũng cần phải cho thêm vào đó một mục nữa, đó là thích xem kính vạn hoa. Bất luận là đứa trẻ lên ba hay cụ già 80 tuổi, dường như đều thích thú đối với kính vạn hoa. Dù là trước mặt của cháu trai mình, cụ già có thể giả vờ không thích thú, nhưng thực ra trong lòng lại rất hiếu kỳ. Nếu để kính vạn hoa lại trên bàn, mọi người khác đều trốn đi, cụ già chắc chắn sẽ tới và nhìn trộm một lúc ngay. Do vậy ở nước Mỹ, trong cửa hàng đồ chơi có những kính vạn hoa rẻ tiền làm bằng giấy. Trong cửa hàng viện bảo tàng có kính vạn hoa tinh tế hơn. Những tiệm đồ cổ lại có những đồ quý, hiếm hàng nghìn đô la. Kính vạn hoa có thể là đồ chơi để dỗ trẻ em, là quà mua cho bạn gái. Cũng có thể là bảo vật vừa để chơi vừa là sưu tầm. Blake thường xuyên nhìn ngắm qua ống kính nhỏ bé đó, để nhìn vào thế giới vô cùng bên trong. Chỉ có điều anh ta không sao hiểu nổi, chẳng qua cũng chỉ là ba lăng kính ghép lại thành một đồ vật. Sao lại có thể không ngừng chiết xạ, trở thành vô hạn những hình ảnh? Lẽ nào vũ trụ bí hiểm? Bao là vô hạn trong hiện thực cuộc sống chúng ta cũng chẳng qua chỉ là sự phản chiếu của một chiếc kính vạn hoa trên trời hư hoan. Biến hóa mà thành có vẻ như vô hạn, nhưng thực ra là một thế giới hữu hạn mà thôi. Triết lý nhân sinh. Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ chúng ta xem như rất phức tạp, đều là do những yếu tố rất đơn giản tạo thành. Chúng ta không chỉ phải nhìn vào hiện tượng, mà còn phải biết nhìn xuyên qua hiện tượng đó, nắm bắt bản chất của nó. Như vậy mới có thể nắm bắt được cuộc sống. Câu chuyện suy nghĩ kỹ lưỡng về những vấn đề mà người khác nêu ra. Những người thành đạt luôn luôn thích suy nghĩ. Họ thường xuyên hỏi tại sao. Ngoài ra, họ cũng rất quan tâm đến những câu hỏi mà người khác. Năm 1921, nhà khoa học Ấn Độ làm ăn đã làm báo cáo khoa học về quang học và âm thanh học tại Hội Khoa học Hoàng gia Anh Quốc. Khi trở về, ông đã chọn con đường đi thuyền qua Địa Trung Hải về nước. Trong đoàn người đi dạo trên boong tàu, cuộc hội thoại của hai mẹ con người Ấn Độ đã làm cho làm ăn vô cùng chú ý. Mẹ ơi, vùng biển lớn này tên là gì? Địa Trung Hải. Tại sao lại gọi là Địa Trung Hải? Bởi vì nó nằm kẹp giữa đại lục U Á và đại lục Châu Phi. Vậy tại sao nó lại có màu xanh lam? Người mẹ trẻ ậm ờ một hồi lâu, ánh mắt tìm kiếm cầu cứu, vừa lúc ấy lại gặp ngay Raman đang đứng bên cạnh, chăm chú lắng nghe câu chuyện của họ. Raman trả lời cậu bé, nước biển có màu xanh lam bởi vì nó phản chiếu màu sắc của bầu trời. Từ trước đến giờ, hầu như mọi người đều chấp nhận cách giải thích như vậy. Nó xuất phát từ phát hiện của nhà vật lý lớn người Anh Rulli, người nổi tiếng với việc phát hiện ra khí trơ. Thường dùng lý luận kính dâm buộc các phân tử trong khí quyển phân tán để giải thích màu sắc của bầu trời. Từ đó có thể suy đoán, màu xanh của nước biển là do sự phản xạ của màu sắc của bầu trời. Nhưng không hiểu tại sao, sau khi trả lời câu hỏi cho hai mẹ con, Raman luôn cảm thấy có gì nghi ngờ về sự giải thích của mình. Cậu bé thích tìm hiểu, thích tò mò kia, ánh mắt chứa đựng sự ham học hỏi kia, những câu hỏi tại sao liên tục xuất hiện trong đầu óc ông. Nó làm cho ông cảm thấy không yên tâm chút nào. Là một nhà khoa học đã được hưởng sự tôi luyện kỹ càng, ông ta phát hiện ra rằng bất giác cậu bé đã thúc giục sự hiếu kỳ muốn đi khám phá những điều chưa biết trong những điều đã biết, và ông cảm thấy sững sờ. Sau khi trở về nhà, Raman lập tức bắt tay vào việc nghiên cứu nước biển tại sao lại là màu xanh lam và phát hiện nhiều điểm thiếu sót của những luận cứ giải thích trong thí nghiệm của Rulli. Nó chưa thuyết phục được ông và tiến hành nghiên cứu lại.
ông ấy bắt đầu nghiên cứu từ sự tác động giữa phân tử nước với sự phản xạ ánh sáng, vận dụng lý luận lên xuống của anh Einstein và các nhà khoa học khác. Cuối cùng đã đạt được những con số đầy đủ của hiện tượng phản xạ ánh sáng xuyên qua nước, qua băng đá và qua một số chất liệu khác, làm cơ sở để chứng minh các nguyên tử nước phản chiếu ánh sáng mặt trời làm cho nước có màu xanh, và nguyên lý các nguyên tử trong khí quyển phản chiếu ánh sáng mặt trời làm cho bầu trời có màu xanh là giống nhau. Từ đó lần lượt phát hiện ra các hiệu ứng phản tán ánh sáng phổ biến trong các thể khí, thể lỏng và thể rắn. Sau này mọi người gọi đó là hiệu ứng Raman. Nó đã cung cấp những chứng cứ thuyết phục cho giới khoa học tiếp nhận học thuyết hạt nguyên tử ánh sáng vào đầu thế kỷ 20. Năm 1930, câu hỏi của cậu bé trên con thuyền qua biển Địa Trung Hải kia đã giúp Raman giành được giải Nobel về vật lý, trở thành nhà khoa học đầu tiên của Ấn Độ và cũng là nhà khoa học châu Á đầu tiên trong lịch sử giành được giải thưởng uy tín này. Triết lý nhân sinh. Cơ hội có ở tất cả mọi nơi trong cuộc sống, nếu bạn chăm chú nghe những câu hỏi mà người khác nêu ra, từ đó nghiêm túc tiến hành suy nghĩ và nghiên cứu cho đến khi đạt được kết quả mà bạn thấy hài lòng, thì sẽ có thể đạt được những thành tựu mà mọi người phải ngưỡng mộ. Câu chuyện đầu óc sáng tạo nhiều khi chính là suy nghĩ vớ vẩn. Sự tưởng tượng có thể biến những thứ thường được coi là không thể thành hiện thực. Napoleon thường nói, sự tưởng tượng điều khiển con người. Sự tưởng tượng, đó là điều vĩ đại của con người. Chuyên gia tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Goldman nói, nếu muốn có được sự thành công trong sự nghiệp, chúng ta hãy lấy sức mạnh của tư duy sáng tạo để đánh giá. Nhưng thước đo để quyết định phạm vi sáng tạo, thì trí tưởng tượng lại vô cùng quan trọng. Đọc qua tiểu thuyết tuyển tập trinh thám Sherlock Holmes, các độc giả chắc hẳn vẫn còn nhớ sự tưởng tượng và suy luận của Sherlock Holmes khi lần lượt giải quyết các tình huống của vụ án này đến vụ án khác. Anh ta luôn luôn dựa vào những đầu mối có được thông qua sự quan sát và tiến hành tưởng tượng. Có rất nhiều sự tưởng tượng mà người thường không thể nghĩ tới. Chính vì Sherlock Holmes đột phá khỏi sự suy nghĩ thông thường, dám tưởng tượng, sau đó tiến hành theo dõi, quan sát căn cứ vào sự tưởng tượng đó, và đã phá được vụ án ngoài sức tưởng tượng của người khác. Khi tổng kết những kinh nghiệm phá án của mình, Sherlock Holmes thường kể với các học sinh của mình rằng cảnh sát Scotland có những lúc không phá được án, trong đó điều quan trọng là do họ thiếu sự tưởng tượng. Rất nhiều phương pháp và kinh nghiệm phá án của Sherlock Holmes cho đến ngày nay vẫn được dùng làm nội dung tài liệu bắt buộc tham khảo của các trường cảnh sát. Lấy ví dụ, nếu như chúng ta nhìn thấy 7 con sâu lá cuộn tròn người lạ, sau đã lăn xuống dưới. Một cách liên tưởng bình thường nhiều nhất cũng chỉ cho rằng con sâu lá đã tìm thấy được một cách trốn chạy có hiệu quả. Nhưng mở rộng liên tưởng hơn chút nữa, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những chiếc bánh xe. Lại mở rộng chút nữa, có lẽ chúng ta sẽ liên tưởng đến con người có thể lợi dụng một túi khí hình cầu để lăn từ trên bờ vực xuống. Nếu chúng ta có một sự tưởng tượng vô hạn, thậm chí chúng ta còn có thể tưởng tượng đường chuyển động tròn của con sâu lá có thể giống như quỹ đạo chuyển động của một hành tinh nào đó trong vũ trụ hay hành động cuộn tròn của con sâu lá khi khí hậu thay đổi. Đương nhiên, sự tưởng tượng có thể là vô hạn, vô cùng, nhưng cuối cùng bao giờ quay trở về với nội dung đang học hoặc những vấn đề đang đợi giải quyết. Điều bạn cần ghi nhớ là, dù là sự tưởng tượng của bạn hoang đường và không thực tế đến mức nào, nhưng nếu có thể giúp ích cho việc giải thích vấn đề hoặc làm cho bạn nảy sinh những ý tưởng tuyệt diệu, thì chính là bạn đang có sự lựa chọn chính xác. Khi anh Einstein suy nghĩ về thuyết tương đối, ông ấy đang nằm mơ giữa ban ngày, mơ mộng mình đang cưỡi trên những tia sáng trong cuộc hành trình du lịch không gian. Sau đã suy nghĩ, nếu khi đã có một chiếc đồng hồ ở điểm xuất phát, nhìn tới chỗ ngồi của tôi, thời gian của nó sẽ chạy như thế nào đây? Làm như thế này không có gì là phức tạp. Sao chúng ta không thử làm xem sao? Triết lý nhân sinh. Phạm vi sáng tạo của con người hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và sự tưởng tượng của con người đối với bản thân mình. Sự sáng tạo nhiều lúc là những suy nghĩ hồ đồ,
nghĩ những điều mà người bình thường không dám nghĩ, làm những việc mà người bình thường cho rằng là quái dở và không dám làm. Lúc bắt đầu có thể là không tưởng, nhưng nếu bạn có thể đầu tư hết sức cho nó, phấn đấu hết mình cho nó, có lẽ lý tưởng đó sẽ thành hiện thực. Điều này sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn đến thành quả của sự phát triển và sự nghiệp của bạn. Câu chuyện: hãy đặt thêm nhiều câu hỏi tại sao. Công ty Honda, Nhật Bản, là công ty chế tạo xe hơi nổi tiếng thế giới. Họ từng sử dụng phương pháp tư duy có tính sáng tạo là đặt câu hỏi để tìm ra nguyên nhân cuối cùng của các vấn đề, từ đó có thể giải quyết vấn đề một cách căn bản, gốc rễ. Một hôm, một chiếc máy trong dây chuyền sản xuất của công ty Honda bỗng nhiên ngừng hoạt động. Người quản lý lập tức triệu tập tất cả mọi người tới, tiến hành nêu hàng loạt các câu hỏi để tìm ra cách giải quyết cho sự việc này. Hỏi: tại sao máy lại ngừng chuyển động? Trả lời: do cầu chì đứt. Hỏi: tại sao cầu chì đứt? Trả lời: bởi vì quá tải tạo nên dòng điện quá cao. Hỏi: tại sao lại quá tải? Trả lời: bởi vì vòng quay bánh xe không đủ trơn. Hỏi: tại sao vòng bánh xe lại không đủ trơn? Trả lời: bởi vì xi lanh không hút được dầu lên. Hỏi: tại sao lại không hút lên được? Trả lời: bởi vì xi lanh đã bị mòn nghiêm trọng. Hỏi: tại sao xi lanh lại bị mòn nghiêm trọng? Trả lời: bởi vì xi lanh chưa được lắp các máy lọc nên bị các bụi sắt bay vào. Trong các câu hỏi trên, chủ yếu dùng hình thức câu hỏi tại sao để tìm câu trả lời, liên tục dùng 6 lần tại sao để vấn đề được giải quyết tận gốc rễ. Đương nhiên, trên thực tế quá trình giải quyết vấn đề không đơn giản như vậy, nhưng về tư duy là như thế. Trong các câu hỏi này, nếu như sau câu hỏi tại sao đầu tiên được giải quyết mà chúng ta lại dừng lại không hỏi tiếp, chỉ thay chiếc cầu chì, như vậy không lâu sau chiếc cầu chì sẽ lại đứt, bởi vì vấn đề chưa được giải quyết một cách căn bản tận gốc rễ. Triết lý nhân sinh: khi chúng ta giải quyết vấn đề, cần nêu thêm nhiều câu hỏi tại sao, làm được việc hỏi đến cùng. Như vậy mới có thể giải quyết được tận gốc rễ của vấn đề, giảm được tối đa các rủi ro có thể xảy ra. Câu chuyện: chuyền hòn đá ra ngoài. Một chú bé đang chơi đùa trong thùng cát đồ chơi. Trong thùng cát của cậu có những chiếc xe ô tô đồ chơi, những chiếc xe tải đồ chơi với nhiều màu sắc, xô đựng nước và những cái búa bằng nhựa. Khi chú bé chơi trò xây dựng đường cao tốc và đường tàu trên cát, cậu ta phát hiện ra ở giữa thùng cát có một viên đá rất to, cản trở công trình xây dựng của cậu. Thế là, cậu bé bắt đầu đào bới cát xung quanh viên đá, mục đích muốn chuyển nó ra khỏi chỗ cát. Mặc dù viên đá không phải là rất lớn, nhưng đối với một cậu bé thì có thể coi là nặng rồi. Cậu bé dùng cả chân lẫn tay, dùng hết sức mình, cuối cùng cũng đẩy được viên đá sang một bên của thùng cát. Nhưng cậu ta phát hiện ra rằng mình không còn sức lực để chuyển viên đá ra khỏi bức tường của thùng cát. Nhưng chú bé vẫn quyết tâm chuyển hòn đá ra ngoài. Thế là chú dùng tay đẩy, dùng vai để hích, lắc sang trái, lắc sang phải, nỗ lực hết lần này đến lần khác. Nhưng mỗi lần vừa có một chút tiến triển thì viên đá lại lăn ngược trở lại. Lần nỗ lực sau cùng, viên đá lăn trở lại và đè lên bàn tay của cậu. Cuối cùng, cậu bé không chịu nổi nữa và bắt đầu khóc lớn. Kỳ thực, toàn bộ quá trình của việc này đều được bố cậu bé quan sát từ đầu đến cuối qua cửa sổ. Đúng lúc cậu bé khóc, ông bố bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu bé. Ông bố từ tốn nói với cậu: con trai, tại sao con không vận dụng hết tất cả sức của mình? Cậu bé tủi thân trả lời: nhưng con đã dùng hết sức của mình rồi.
Không đúng con trai ạ. Bố cậu nhẹ nhàng nói. Con vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh mà con có được. Con vẫn chưa nhờ đến sự giúp đỡ của bố. Nói xong, ông bố cúi thấp người xuống, ôm hòn đá lên và chuyển nó ra ngoài. Triết lý nhân sinh. Trong cuộc sống, khi chúng ta gặp khó khăn và cảm thấy chính mình không thể tiếp tục kiên trì hơn được nữa, bạn đừng than thở hay dễ dàng bỏ cuộc. Sao không thử thay đổi phương pháp hoặc là nhờ đến sự tư vấn hoặc giúp đỡ của người khác? Câu chuyện: biết nắm bắt thời điểm, mức độ, xu thế. Có một thương nhân, anh ta làm nghề buôn bán thu mua đường trắng. Hàng ngày, sau khi thu mua xong đường của người dân trong thôn, anh ta về nhà và đóng đường vào các thùng hoặc các bao tải luôn, sau đó vận chuyển lên thị trấn hoặc sang các vùng khác để bán. Trong khi anh ta đóng đường vào bao, do không cẩn thận nên làm rơi vãi một ít đường ra ngoài. Tuy nhiên anh ta không bao giờ để ý đến điều đó, cho rằng mất đi một chút đường đó cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn cả. Tuy nhiên, vợ của người thương nhân lại là người cẩn thận. Cô nhìn thấy hàng ngày sau khi chồng đóng đường vào các túi, trên sàn nhà thường rơi vãi một ít đường, vô cùng lãng phí. Thế là một mình gom lại và cho vào một chiếc túi khác. Không ngờ có thể gom được 4 túi đường lớn. Sau đó, có một thời gian, nguồn cung cấp đường bỗng nhiên thiếu hụt. Người thương nhân không thu mua được đường trong một thời gian rất dài. Công việc kinh doanh của anh cũng bị trì trệ, liên tục lỗ vốn. Người vợ bỗng chợt nhớ đến số đường hàng ngày cô vẫn gom lại, liền mang ra. Nó đã hóa giải sự cấp bách cho người thương nhân, không những thế còn kiếm được một ít tiền. Câu chuyện này được lan truyền khắp thiên hạ. Chẳng bao lâu mọi người trong trấn đều biết. Trong thị trấn cũng có một đôi vợ chồng nọ mở một cửa hàng tạp phẩm. Người vợ nghe được câu chuyện này, trước hết cũng thấy rất cảm động, sau đó nảy sinh sáng kiến. Cô cũng muốn giúp đỡ chồng khi gặp khó khăn nhất. Thế là những lúc chồng đi vắng hoặc không chú ý, cô ta bắt đầu cất bớt những tờ lịch, sổ nhật ký, báo chí, để sau này khi thiếu hàng sẽ mang ra bán. 2 năm trôi qua, cô vợ thấy đã đến lúc cho chồng một sự ngạc nhiên. Thế là đắc ý gọi chồng cùng đi xuống dưới nhà kho. Ông chồng không nhìn thấy thì thôi, vừa nhìn thấy mặt liền thất hồn. Thì ra, tất cả những thứ mà cô vợ cất giữ nếu không quá hạn sử dụng thì cũng đã lên hỏng hết. Còn ai cần đến chúng nữa? Vợ của người chủ cửa hàng tạp hóa là một người nhạy bén nhưng không phải là người thông minh. Cô ấy chỉ nhanh nhẹn mà thiếu đầu óc tư duy linh hoạt. Do đó, có lúc đã làm nên những việc ngu ngốc. Triết lý nhân sinh. Muốn kiếm được nhiều tiền chỉ dựa vào sự nhạy bén không thôi chưa đủ. Cần phải vận dụng sự thông minh. Biết nhìn xa trông rộng, tính những lợi ích lâu dài. Ngoài ra còn phải biết nắm bắt thời điểm, mức độ và xu thế. Câu chuyện nêu ra vấn đề còn quan trọng hơn việc giải quyết một vấn đề. Sự thành công của anh Einstein trước hết phải tính đến ông có một sự sáng tạo và tư duy đúng đắn. Có một lần, nhà đại phát minh Edison chán trường nói với Einstein: hàng ngày có biết bao nhiêu thanh niên đến chỗ tôi, nhưng chẳng có người nào để lại ấn tượng cho tôi cả. Tiêu chuẩn để ông chọn người nào đủ tư cách hay không đủ tư cách là gì? Anh Einstein hỏi. Edison vừa đưa cho Einstein một tờ giấy có ghi đầy những câu hỏi vừa nói. Ai có thể trả lời các câu hỏi trong này, người đó mới có tư cách làm học trò của tôi. Từ New York đến Chicago bao nhiêu km? Anh Einstein đọc một câu hỏi trong đó và trả lời: cái này cần phải tra trong sách hướng dẫn của đường sắt. Thép không gì là do cái gì tạo thành? Anh Einstein đọc xong câu hỏi thứ hai và lại trả lời: cái này thì phải tra trong sổ tay về kim loại. Ông nói gì? Thưa tiến sĩ, Edison cắt ngang câu trả lời của Einstein và hỏi: xem ra tôi cũng không cần phải đợi ông từ chối rồi. Einstein hóm hình trả lời:
tôi tuyên bố thi trượt. Anh Einstein xuất phát từ những trải nghiệm của mình, nhấn mạnh không thể ghi nhớ một cách máy móc hàng đống thứ trong đầu, mà phải tiến hành suy nghĩ một cách linh hoạt. Anh Einstein cho rằng, tiến hành suy nghĩ vấn đề một cách đúng đắn là điều kiện quan trọng để theo đuổi các cơ hội. Khi còn nhỏ, Einstein không hề có một chút biểu hiện gì để mọi người thấy là nhân tài cả. Khi ông lên 3 tuổi, vẫn chưa biết nói. 6 tuổi đi học, thành tích học tập trong trường của ông cũng rất kém, là đối tượng thường xuyên bị phê bình khi lên lớp. Thầy giáo còn nói rằng Einstein suốt đời cũng không thể làm nên trò trống gì. Mọi người đều cho rằng ông là một kẻ dốt nát bẩm sinh. Thế nhưng, khi anh Einstein 12 tuổi, đã quyết định cống hiến bản thân mình cho sự nghiệp nghiên cứu vũ trụ bao la, vô hạn, lý giải những bí ẩn xung quanh nó. Năm 15 tuổi, do điểm của các môn lịch sử, địa lý và ngôn ngữ không đủ điều kiện, và cũng do ông thường xuyên có thái độ vô lễ, gây mất trật tự trong lớp học nên ông đã bị đuổi học. Einstein rất chú trọng việc suy nghĩ và tưởng tượng. Ông nói, sự tưởng tượng còn quan trọng hơn cả kiến thức. Bởi vì kiến thức là có hạn, còn sự tưởng tượng là vô hạn. Nó bao gồm tất cả những gì trên thế giới này, thúc đẩy sự tiến bộ và là cội nguồn của mọi tri thức. Khi ông 16 tuổi, ông rất thích nằm mơ giữa ban ngày, mơ tưởng mình đang cưỡi trên những tia sáng trong hành trình du lịch không gian. Và sau đó suy nghĩ, nếu bây giờ có một chiếc đồng hồ đặt ở điểm xuất phát, nhìn từ vị trí của tôi, thời gian của nó sẽ chạy như thế nào? Từ đó, ông bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu khoa học suốt đời của mình. Ông đã đưa ra rất nhiều thí nghiệm, đưa ra mô hình quang tử lượng, tạo cơ sở cho việc tạo dựng thuyết lượng tử và thuyết tương đối sau này. Triết lý nhân sinh 124. Tiến hành suy nghĩ một cách linh hoạt là vô cùng quan trọng đối với sự thành công của một người. Có được tư tưởng nêu ra vấn đề luôn luôn quan trọng hơn việc giải quyết một vấn đề. Như vậy bạn mới không ngừng đặt ra các câu hỏi. Vấn đề, và cùng với việc giải quyết những vấn đề đó cũng chính là bạn đang leo lên một đỉnh núi cao hơn. Câu chuyện, giải quyết vấn đề từ một góc độ hoàn toàn mới. Nước Mỹ có một công ty sản xuất thuốc đánh răng, sản phẩm chất lượng tốt, đóng gói bao bì đẹp, nhận được sự yêu thích của người tiêu dùng. Lượng hàng kinh doanh bán ra mỗi năm không ngừng tăng lên. Các ghi chép cho thấy, 10 năm trước, tỷ lệ tăng trưởng kinh doanh hàng năm là 10%, 20%. Điều này làm cho bộ phận lãnh đạo vô cùng sung sướng. Tuy nhiên, mấy năm sau đó, thành tích kinh doanh liên tục tuột dốc đi xuống, hàng tháng đều duy trì con số như nhau. Bộ phận lãnh đạo rất không hài lòng với thành tích như vậy, lập tức mở cuộc hội nghị các giám đốc cấp cao trong cả nước để cùng thảo luận về các đối sách. Trong hội nghị, một vị giám đốc trẻ đứng dậy nói với ban lãnh đạo, trong tay tôi có một tờ giấy. Trong đó có ý kiến của tôi. Nếu các ngài muốn sử dụng ý kiến của tôi, thì phải trả cho tôi 50.000 tệ. Tổng giám đốc nghe xong vô cùng tức giận nói, hàng tháng tôi đều trả lương cho anh, ngoài ra còn chia hoa hồng, tặng thưởng. Bây giờ bảo cậu đến họp thảo luận, cậu lại còn muốn thêm 50.000 tệ nữa. Như vậy có phải quá đáng lắm không? Thưa ngài Tổng Giám đốc, xin ông đừng hiểu nhầm. Nếu ý kiến của tôi không khả thi, xin ngài hãy vứt bỏ nó đi, và cũng không phải trả cho tôi một đồng nào hết. Người giám đốc trẻ giải thích. Được, ông Tổng Giám đốc cầm tờ giấy lên, đọc xong, lập tức ký ngay một tờ séc trị giá 50.000 tệ đưa cho cậu giám đốc trẻ. Trên tờ giấy kia có viết một câu, hãy làm rộng lỗ của ống đánh răng thêm 1 cm so với ống cũ. Tổng Giám đốc lập tức ra thông báo thay đổi cách đóng gói mới. Thử nghĩ xem, mỗi buổi sáng, mỗi người tiêu dùng bóp ra lượng kem đánh răng to hơn lúc trước 1 cm.
Vậy thì mỗi ngày lượng kem đánh răng tiêu thụ sẽ nhiều lên biết bao nhiêu đây? Với quyết định như vậy, năm tiếp theo đó, lượng kinh doanh của công ty tiếp tục tăng thêm 30%. Trong khi tìm cách tăng lượng tiêu thụ sản phẩm, đa số mọi người chỉ nghĩ đến việc mở rộng thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng. Nhưng nếu chúng ta thay đổi đầu óc một chút, tăng thêm lượng tiêu dùng của khách hàng, thì ai cũng có thể đạt được kết quả như trên. Triết lý nhân sinh. Biết cách nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác, nhìn thấy những cái mà người khác không nhìn thấy, biết đột phá những quy cách thông thường, đó chính là sáng tạo. Câu chuyện bán lược cho nhà sư. Một công ty lớn kinh doanh rất hiệu quả. Họ dự định mở rộng quy mô kinh doanh. Họ tổ chức tuyển dụng vị trí chủ quản với mức lương rất cao. Quảng cáo vừa mới xuất hiện, rất nhiều người đã đến đăng ký. Đối mặt với hàng chục người tham gia dự tuyển, người phụ trách việc tuyển chọn nói: xem ngựa không bằng thi ngựa. Để có thể chọn ra nhân viên kinh doanh có tố chất tốt, chúng tôi đưa ra cho các bạn một đề thi thực hành. Đó là tìm cách bán những chiếc lược gỗ cho các nhà sư. Hầu hết những người tham gia dự tuyển đều cảm thấy khó hiểu, thậm chí còn tỏ ra tức giận. Người xuất gia cắt tóc đi tu, họ cần đến lược gỗ làm gì chứ? Đây chẳng phải là thần kinh, cố ý làm khó người khác hay sao? Một lúc sau, người dự tuyển lần lượt đứng dậy ra về hết. Cuối cùng còn lại ba người: Jackie, John, Peter. Người phụ trách giao cho ba người còn lại giới hạn trong thời gian 10 ngày. Đến lúc đó các bạn hãy mang kết quả tiêu thụ của các bạn đến cho chúng tôi. 10 ngày sau, người phụ trách hỏi Jackie: bán được bao nhiêu? Trả lời: một chiếc. Bán như thế nào? Jackie thuật lại sự vất vả của mình, cùng với sự xấu hổ khi bị nhà sư mắng chửi, đuổi đánh. May mắn thay, trên đường xuống núi gặp một chú tiểu hòa thượng vừa phơi nắng vừa ra sức gãi kế đầu vừa bẩn vừa dày của chú. Một cơ hội lóe lên, lập tức đưa lược cho chú. Tiểu hòa thượng dùng xong thấy vô cùng thích thú, thế là mua ngay một chiếc. Người phụ trách quay sang hỏi GNH: bán được bao nhiêu cái? Trả lời: 10 cái. Bán như thế nào? John trả lời anh ta đi đến một ngôi chùa cổ nổi tiếng. Do núi cao gió to, đầu tóc của những người đến thắp hương đều bị gió thổi rối tung lên. GNH tìm đến chủ trì của chùa và nói: tóc tai che hết cả mặt là bất kính với Phật, nên để một chiếc lược trước mỗi bàn hương, để cho mọi người trải lại tóc của mình. Vị sư chủ trì đã tiếp thu ý kiến của John. Ngôi chùa đó có 10 cái miếu, thế là mua 10 chiếc lược. Cuối cùng, người phụ trách hỏi Peter: bán được bao nhiêu? Trả lời: 1.000 chiếc. Người phụ trách ngạc nhiên hỏi: bán như thế nào? Peter nói: anh ta đến một bảo điện rất nổi tiếng, người đến thắp hương cũng rất đông. Peter nói với sư chủ trì: bất kỳ ai đến thắp hương bái Phật đều có đầy lòng thành kính. Bảo điện nên có tặng phẩm cho họ để làm kỷ niệm, bảo trợ họ bình an cát tường, khích lệ họ làm nhiều điều thiện. Tôi có một số lược bằng gỗ, thư pháp của chủ trì lại siêu việt, có thể khắc lên đó ba chữ: lược tích thiện, sau đó có thể làm tặng phẩm. Sư chủ trì hết sức vui mừng, lập tức mua 1.000 chiếc lược và mời Peter ở thêm mấy ngày để cùng tham gia nghi lễ tặng lược tích thiện đầu tiên. Những thí chủ và những khách thắp hương khi nhận được lược đều rất vui mừng. Một truyền 10, 10 truyền 100, khách thắp hương lại càng tăng. Không chỉ như vậy, sư chủ trì còn muốn Peter bán thêm nhiều loại lược với đẳng cấp khác nhau để có thể phân cấp tặng cho các loại hình khách thắp hương khác nhau. Triết lý nhân sinh. Bán lược gỗ cho hòa thượng nghe ra có vẻ như là chuyện hoang đường. Nhưng chiếc lược ngoài chức năng trải đầu ra, liệu có còn có thêm chức năng nào nữa không?
khai thác thị trường mới ở nơi mà người khác cho rằng không thể, mới được coi là cao thủ kinh doanh đích thụ. Câu chuyện chiếc xe hơi Cadillac cao cấp nhất. Từ khi bị người da trắng đuổi ra khu bảo hộ, người Indian luôn phải sống vất vả. Cho tới một ngày, cơ hội đổi đời đã đến với họ theo thăm dò đã phát hiện dưới mảnh đất của người Indian có chứa một trữ lượng dầu mỏ vô cùng lớn. Thông tin này được truyền ra, các công ty kéo đến như ong, tranh nhau đưa ra giá rất cao với ông tù trưởng khu bảo hộ để có quyền khai thác và thăm dò dầu mỏ. Qua một đêm đã đổi đời, vị tù trưởng quyết định thay đổi thói quen cưỡi trên lưng ngựa trần, đặt mua ngay một chiếc xe hơi cao cấp nhất hiệu Cadillac. Chiếc xe hơi được chuyển đến dưới những ánh mắt của tất cả người dân trong bộ tộc. Vị tù trưởng ngắm nghía đi ngắm nghía lại hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm ra được cách thức để điều khiển cỗ xe mới này. Tù trưởng cho người dắt tới hai con ngựa, buộc cương ngựa vào móc bảo hiểm phía trước xe. Đã có ngựa kéo xe, ông chọn thêm một người cưỡi lên ngựa và cho ngựa tiến về phía trước. Tù trưởng hàng ngày ngồi trên chiếc xe Cadillac do hai con ngựa kéo, đi thị sát các khu vực xung quanh thôn của người Indian. Con người sau khi no ấm rồi mới biết vinh nhục. Vị tù trưởng sau khi có nhiều tiền lại bắt đầu học tiếng Anh, muốn trở thành người theo kịp thời đại. Sau khi ông ta hơi biết một chút tiếng Anh, có một hôm bỗng dưng nổi hứng, mở quyển sách hướng dẫn đi kèm ra xem. Không xem thì thôi, vừa mới xem, tù trưởng nổi giận đùng đùng. Thì ra trong sách hướng dẫn thao tác đã viết rất rõ ràng, chiếc xe Cadillac này có sức mạnh của 260 con ngựa. Tù trưởng bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra trước đây ông cảm giác chiếc xe này dù cao cấp, nhưng tốc độ khi chạy lại kém xa cỗ xe ngựa cũ kỹ ngày xưa. Thì ra vấn đề là ở đây, chiếc xe hơi này đáng lẽ phải được tặng thêm 260 con ngựa để kéo, mới có thể làm cho cỗ xe nặng trịch này chạy như bay. Trong lòng ông nghĩ, cửa hàng bán xe hơi đã lừa người Indian chúng mình, làm ăn không thật thà, dám bứt đi số ngựa được tặng thêm. Hơi hơi hiểu một chút tiếng Anh, vị tù trưởng lập tức viết một bức thư kháng nghị đầy giận dữ, trực tiếp gửi cho cửa hàng bán xe, yêu cầu đối phương bồi thường số ngựa mà đáng lẽ ông ta phải được hưởng. Công ty Cadillac nhận được bức thư khó hiểu này, mặc dù không hiểu ông chỉ sự việc gì trong thư, nhưng cũng không dám để khách hàng chờ lâu, lập tức cử một chuyên viên đến tìm hiểu tình hình. Chuyên viên đến khu bảo hộ của vị tù trưởng Indian, nhìn thấy móc bảo hiểm đằng trước chiếc xe Cadillac được đóng thêm hai con ngựa, càng thấy lạ. Tù trưởng phẫn nộ chất vấn anh, tại sao không mang theo 260 con ngựa đến luôn? Lúng túng một hồi lâu, chuyên viên công ty Cadillac mới dần dần đoán ra được đầu đuôi, liền hỏi vị tù trưởng, bộ chìa khóa của xe đâu? Tù trưởng lắc đầu đáp, chìa khóa gì cơ? Chưa thấy bao giờ. Chuyên viên cười thở dài, tháo ngựa ra khỏi móc bảo hiểm, mời tù trưởng ngồi vào ghế sau, sau đó lấy chìa khóa xe trong hộp ra, cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng xoay chìa, sức mạnh 260 sức ngựa trong chiếc xe lập tức vang lên cùng với khói bay ra từ ống xả. Chuyên viên kính lễ với tù trưởng, kéo cần số, nhẹ nhàng nhấn ga, bánh xe phát ra âm thanh của sự ma sát mạnh mẽ với mặt đất. Chiếc xe lần đầu tiên được khởi động, lao như bay về phía trước. Triết lý nhân sinh. Mỗi người chúng ta đều chứa ẩn tiềm năng vốn có, nhưng rất nhiều người suốt cả cuộc đời cũng không biết làm sao để tìm được chìa khóa, khởi động nó, thẳng tiến đến thành công. Do vậy, đã bỏ phí rất nhiều thời gian quý báu. Câu chuyện một chiếc bút chì có vô số công dụng. Có một ngôi trường dành cho người nghèo ở ngoại ô thành phố New York. Đó là ngôi trường do mục sư Bernard sáng lập ra. Năm 1983, một giáo sư luật học quốc tịch Tiệp Khắc có tên là Torres Luo, trong lúc làm luận văn tốt nghiệp đã phát hiện ra một điều.
Trong 50 năm qua, những học sinh tốt nghiệp từ ngôi trường này ra có tỷ lệ phạm tội ít nhất trong sổ ghi chép của Cục Cảnh sát New York. Để có thể kéo dài thời gian định cư ở Mỹ, anh ta đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo, gặp ông thị trưởng thành phố New York, yêu cầu được tài trợ một khoản tiền tài trợ của thành phố để có thể tiến hành điều tra về vấn đề này. Khi đó, ông thị trưởng này đang bị người dân New York chỉ trích bởi tỷ lệ phạm tội của thành phố không ngừng tăng lên mà không có dấu hiệu giảm xuống. Thế là ông ta lập tức đồng ý yêu cầu của Porres Luo, cấp cho ông ta khoản kinh phí 15.000 đô la Mỹ. Porres Luo dựa vào số tiền này, tiến hành kế hoạch điều tra lâu dài. Từ cụ già 80 tuổi cho đến đứa trẻ 7 tuổi, từ người nhà của mục sư Becknap cho đến các giáo viên trong trường. Tóm lại, bất kỳ người nào học tập hoặc làm việc trong ngôi trường này, ông ta đều dò hỏi được địa chỉ hoặc hòm thư của họ. Ông ta đều gửi cho họ một tờ phiếu điều tra. Hỏi, trường San, Becknap đã dạy cho các bạn biết điều gì? Trong suốt 6 năm điều tra, ông ta nhận được hơn 3.756 lá phiếu trả lời. Trong phiếu trả lời, có tới 74% số người được hỏi cho biết họ đã biết được một chiếc bút chì có bao nhiêu công dụng. Mục đích ban đầu của Porres Luo vốn không phải thực sự muốn tìm hiểu rõ ràng những người này đã học được những gì ở trường học mà lại ít phạm tội như vậy. Ý đồ thực sự của ông ta chỉ là muốn kéo dài thời gian cư trú của mình trên đất Mỹ và tìm một công việc có liên quan đến pháp luật. Tuy nhiên, khi ông nhìn thấy một đáp án kỳ lạ như vậy, không phải suy nghĩ nhiều, quyết định lập tức bắt tay vào nghiên cứu. Cho dù có thể khi báo cáo được đưa ra, ông có thể sẽ bị được về tiệp khắc. Đầu tiên, Porres Luo đến thăm một ông chủ cửa hàng đồ da lớn nhất New York. Ông chủ cửa hàng nói, đúng vậy, mục sư Becknap đã dạy cho chúng tôi biết một chiếc bút chì có bao nhiêu công dụng. Bài văn đầu tiên mà chúng tôi phải viết khi mới vào trường chính là đề bài như vậy. Khi đó, chúng tôi cho rằng bút chì chỉ có một tác dụng, đó chính là để viết chữ. Ai ngờ bút chì không những chỉ có dùng để viết chữ, lúc cần thiết còn có thể dùng làm thước để kẻ dòng, còn có thể dùng làm quà tặng để thể hiện tình bạn, có thể dùng làm sản phẩm bán ra để thu được lợi nhuận, lúc biểu diễn cũng có thể tạm thời dùng để trang điểm. Những bảo gỗ khi được gọt ra có thể làm thành một bức tranh trang trí. Những chiếc bút chì cắt ra với tỷ lệ tương đồng có thể xếp thành một bàn cờ, có thể làm chiếc bánh đồ chơi khi đi dã ngoại bị lạc trên núi. Có thể dùng bút chì đã được rút ruột làm ống hút để hút những giọt nước trong khe đá. Khi gặp phải người xấu, chiếc bút chì được vót nhọn còn có thể dùng làm vũ khí tự vệ. Nói chung, một chiếc bút chì có rất nhiều công dụng. Mục sư giúp cho lũ trẻ nghèo đói chúng tôi hiểu rằng người có mắt, mũi, tai, có đầu và tay chân càng phải có nhiều công dụng. Hơn nữa, bất kỳ công dụng nào cũng có thể giúp chúng ta tiếp tục tồn tại. Tôi vốn là một người lái taxi, sau đó thất nghiệp. Bây giờ, bạn xem, tôi là đã là một thương nhân rồi. Sau đó, Porres Luo còn phỏng vấn một số học sinh tốt nghiệp từ Học viện San Becknap, phát hiện thấy dù sang hay hèn, họ đều có một việc làm. Hơn nữa họ sống rất lạc quan. Và họ đều có thể kể ra ít nhất 20 công dụng của một chiếc bút chì. Porres Luo không còn ngập ngừng thêm được nữa về sự hưng phấn mà cuộc điều tra đã đem cho ông. Ngay khi cuộc điều tra kết thúc, ông đã từ bỏ suy nghĩ muốn ở lại nước Mỹ tìm một công việc luật sư, vội vàng trở về nước. Hiện nay, ông là tổng giám đốc của một công ty mạng Internet lớn nhất tiệp khắc. Đêm Noel năm 2000, thông qua email ông đã gửi cho phòng hành chính một bản báo cáo điều tra thế giới đang thức tỉnh và trạng thái ngủ quên của nó, có thể coi là sự báo đáp cho ông thị trưởng cũ. Triết lý nhân sinh. Một chiếc bút chỉ có vô số công dụng, người có mắt, mũi, tai, có đầu và tay chân càng phải có nhiều công dụng. Hơn nữa, bất kỳ công dụng nào cũng có thể giúp chúng ta tiếp tục tồn tại. Chúng ta nên cố gắng khai thác tiềm năng của chúng ta, chứ không phải làm những điều sai trái để bước vào con đường phạm tội. Câu chuyện
không ai muốn làm người lạc lõng cả. Thế gian từng có một thằng ngốc. Trong một thời gian dài anh ta sống rất vui vẻ. Nhưng dần dần có một số lời đồn đại bắt đầu truyền đến tai anh. Nói anh ta khắp nơi đều coi là một người ngu ngốc. Một anh chàng thô lỗ không thể chịu được. Thằng ngốc hết sức bất ngờ. Anh ta bắt đầu ưu tư suy nghĩ. Làm sao mới có thể ngăn chặn được những lời đồn đại đáng ghét ấy đây? Bỗng dưng một ý tưởng xuất hiện trong đầu anh ta. Thế là không ngần ngại, anh ta bắt đầu thực hiện ngay ý tưởng của mình. Anh ta gặp một người quen trên đường đi. Người quen đó bắt đầu tán dương một họa sĩ tranh màu rất nổi tiếng. Thôi đi ông ạ, thằng ngốc cao giọng nói. Ông họa sĩ tranh màu này không được yêu thích nữa rồi. Cậu vẫn chưa biết sao? Tôi thật không ngờ cậu lại thế này. Thật đúng là một người lạc lõng. Người quen cảm thấy thất kinh và ngay lập tức đồng ý với lời nói của thằng ngốc. Ngày hôm nay tôi đọc xong một quyển sách cực hay. Một người quen khác kể với thằng ngốc. Thôi đi ông ạ. Thằng ngốc cao giọng nói. Ông không thấy xấu hổ à? Quyển sách này không có một chút thú vị nào. Mọi người đã không đọc quyển sách này từ lâu rồi. Ông vẫn chưa biết sao. Thật là một người lạc lõng. Thế là người quen này cũng cảm thấy thất kinh và cũng đồng ý với lời nói của thằng ngốc. Bạn của tôi Jackie quả thật là một người vô cùng lương thiện. Người quen thứ ba nói với thằng ngốc, anh ta mới đúng là một người cao thượng. Thôi đi ông ạ. Thằng ngốc cao giọng nói, Jackie là một thằng đều, một thằng hạ lưu. Anh ta chiếm đoạt tất cả tài sản của người thân. Còn ai không biết anh ta nữa? Anh đúng là một người lạc lõng. Người quen thứ ba cũng cảm thấy thất kinh và cũng đồng ý với lời nói của thằng ngốc và không còn đi lại với Jackie nữa. Tóm lại, cho dù người ta tán dương ai hay tán dương cái gì đó trước mặt thằng ngốc, anh ta đều ra sức phản bác. Chỉ là thỉnh thoảng, anh ta dùng ngữ điệu trách cứ để bổ sung. Đến bây giờ ông vẫn còn tin về quyền uy à? Cái thằng tâm địa kinh khủng quá. Một anh chàng mưu mô xảo quyệt. Người quen của anh ta bắt đầu bàn luận về thằng ngốc. Nhưng mà đầu óc của cậu ta cũng không đơn giản chút nào. Lưỡi của nó cũng không đơn giản. Một số người khác bổ sung. Ồ, anh ta giống như là một thiên tài. Cuối cùng, một người phụ trách biên tập của một nhà xuất bản mời thằng ngốc đến chỗ anh ta phụ trách một mảng thảo luận. Thế là thằng ngốc bắt đầu phê phán tất cả mọi người và tất cả mọi chuyện. Không hề có một chút thay đổi về thái độ cao ngạo cũng như thủ pháp của mình. Bây giờ, anh ta, một người từng ra sức phản đối những người quyền uy, bây giờ đã trở thành một người quyền uy. Mà những người trẻ tuổi lại rất sùng bái anh ta, lại còn sợ anh ta nữa. Họ, những thanh niên đáng thương, phải làm thế nào đây? Mặc dù thông thường mà nói, không nên sùng bái. Thế nhưng, ở đây, bạn thử không sùng bái anh ta xem nào, bạn chắc chắn sẽ trở thành một người lạc lõng. Triết lý nhân sinh. Ở giữa người bảo thủ và những người không mạnh dạn, thằng ngốc có thể sống một cách thoải mái. Chúng ta tại sao không dùng đầu óc của mình để suy nghĩ, mà lại chấp nhận để những lời đồn đại bình phẩm của người khác lay động tư tưởng của mình? Câu chuyện sở trường đặc biệt không nhấn mạnh ở chỗ sở trường mà là ở chỗ đặc biệt. Trong buổi lễ khai giảng đầu năm của trường Đại học Maryland, hàng năm hiệu trưởng đều giới thiệu với toàn thể học sinh trong trường một gương mặt học sinh mới. Năm ngoái, người được hiệu trưởng long trọng giới thiệu là một nữ sinh viên tự xưng là giỏi làm bánh táo. Học sinh toàn trường đều cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ. Trường Đại học Maryland không thiếu nhân tài. Tại sao lại giới thiệu một học sinh chỉ biết khoe mình giỏi làm bánh táo? Cuối cùng, ngài hiệu trưởng cũng bật mí với tất cả. Đại học Maryland hàng năm đều yêu cầu học sinh mới viết ra sở trường đặc biệt của mình. Và hầu như tất cả mọi học sinh đều viết các sở trường đặc biệt như thể thao,
âm nhạc, hội họa. Chưa từng có học sinh nào viết mình giỏi làm bánh táo cà. Do đó, cô học sinh nữ này đã vượt qua tất cả những người khác. Đây quả thật là một cô bé thông minh. Nếu như trong hồ sơ cô viết giỏi nội trợ, kết quả sẽ ra sao đây? Chắc chắn không thể thú vị bằng giỏi làm bánh táo. Những hồ sơ viết giỏi thể thao, âm nhạc, hội họa, có thể cũng chỉ biết đá một chút, biết hát vài câu, hay vẽ vài nét. Nhưng họ không viết cụ thể, cứ đưa ra những khái niệm rất khái quát và mơ hồ. Nếu suy nghĩ tỉ mỉ, có người sẽ cho rằng khoe khoang. Còn cụ thể hóa sở trường đặc biệt của mình, thì lại thể hiện một sự giản dị, ngây thơ và rất đáng yêu, đồng thời cũng cho thấy sự tự tin của mình. John khi đi tìm việc làm, trong phần anh có điểm đặc biệt gì? Của hồ sơ, anh viết, khi nói dối tôi hay đỏ mặt. Điều này chắc chắn sẽ có thiện cảm hơn nhiều hơn là những người tự xưng chưa từng nói dối. Càng phải thật thà, càng có thể cảm phục được giám khảo. Có những sở trường đặc biệt, mặc dù không có gì cao siêu, nhưng về phương diện đó anh hơn người khác. Do vậy hiển nhiên cũng có thể giúp ích cho bạn cả đời. Triết lý nhân sinh. Cụ thể hóa sở trường đặc biệt của mình, vừa thể hiện được sự tự tin, lại vừa dễ tạo được ấn tượng sâu sắc cho người khác. Mọi người đều là những người bình thường, nhưng mỗi người đều có một sở trường đặc biệt. Sở trường đặc biệt không nằm ở chỗ sở trường mà là ở chỗ đặc biệt. Câu chuyện: nếu chiếc xe hơi của bạn chỉ đủ cho một hành khách. Công ty tuyển dụng nhân viên có một câu hỏi như thế này. Trong một đêm mưa gió bão bùng, bạn lái xe ngang qua một bến xe, phát hiện thấy có 3 hành khách đang khổ sở đợi xe buýt tới. Người thứ nhất xem ra như là một bà lão sắp chết. Người thứ hai là bác sĩ đã từng cứu sinh mệnh cho anh ta. Còn người thứ ba là người tình trong mộng của anh. Xe hơi của bạn chỉ có thể dung nạp thêm một vị hành khách. Bạn sẽ chọn lựa ai? Trong 200 người tham gia tuyển chọn, cuối cùng người được tuyển dụng sẽ có một đáp án như thế nào đây? Tôi sẽ đưa chìa khóa xe cho bác sĩ, để ông ấy có thể nhanh chóng đưa bà lão đến bệnh viện. Còn tôi sẽ ở lại, cùng với người tôi thương yêu đợi xe buýt tới. Triết lý nhân sinh. Chúng ta thường bị mô thức tư duy không thế này, tức là thế kia hạn chế. Chính mình đi ra khỏi xe, vứt bỏ những mô thức tư duy vốn có, chúng ta sẽ có thể đạt được nhiều thành công hơn. Câu chuyện: tư duy linh hoạt mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn. Ông chủ của một công ty bách hóa đi kiểm tra một nhân viên mới của ông ta. Hôm nay anh phục vụ được bao nhiêu khách hàng? Một người. Cậu thanh niên trả lời. Chỉ có một người. Ông chủ hỏi. Thành tích kinh doanh của cậu bao nhiêu? Người bán hàng trả lời. 58.334 đô la Mỹ. Ông chủ kinh ngạc. Bảo anh ta giải thích. Đầu tiên tôi bán cho ông ấy một mũi câu cá. Sau đó bán cho ông ta cần câu và dây câu. Tiếp theo tôi hỏi ông ta câu cá ở đâu. Ông ấy nói ở cạnh biển. Thế là tôi kiến nghị ông ta nên mua một chiếc thuyền phao. Thế là ông ta mua một chiếc thuyền nhanh dài 2 mét. Khi ông ta nói xe hơi ông ta có thể không chở được chiếc thuyền, tôi lại đưa ông ta đến bộ phận cơ giới mua một chiếc xe tải nhỏ. Ông chủ kinh ngạc hỏi. Cậu đã bán được nhiều đồ như vậy cho một khách hàng chỉ muốn mua một chiếc lưỡi câu. Người bán hàng trả lời. Không. Ông ta chỉ vì muốn mua một lọ aspirin để chữa bệnh đau đầu cho vợ. Tôi bảo ông ấy, bệnh đau đầu của phu nhân, ngoài cách dùng thuốc ra, có lẽ cần phải chú ý thư giãn đầu óc. Sắp tới cuối tuần rồi, ông có thể suy nghĩ về việc đi câu cá xem sao. Triết lý nhân sinh. Thoát khỏi mô thức lấy chính mình làm trung tâm, đứng ở góc độ người khác để nhìn nhận vấn đề. Chính chúng ta có thể sẽ có được những kết quả không ngờ tới. Câu chuyện:
cách nhìn độc đáo quan trọng hơn tri thức. Viện trưởng một học viện nổi tiếng của nước Mỹ được thừa hưởng một mảnh đất khô cằn nhưng rộng lớn. Mảnh đất đó không có giá trị để trồng cây lấy gỗ, không có khoáng sản hay các sản phẩm khác. Do đó, mảnh đất này không những không mang lại cho ông ta lợi ích gì, ngược lại còn mang đến cho ông gánh nặng kinh tế, bởi vì ông phải đóng thuế đất cho nó. Chính phủ của bang làm một con đường cao tốc chạy ngang qua mảnh đất của ông. Một người không có trình độ văn hóa tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy mảnh đất đó nằm ở vị trí trên đỉnh núi, có thể quan sát cảnh đẹp xung quanh đó mấy km. Ông ta, người không có tri thức, còn chú ý thấy mảnh đất này đang mọc lên rất nhiều cây thông nhỏ và các mầm cây khác. Thế là ông mua lại 50 mẫu đất hoang đó với giá trị mỗi mẫu 10 đô la Mỹ. Ở chỗ gần đường cao tốc, ông cho xây dựng một ngôi nhà độc đáo bằng gỗ, thiết kế với một phòng ăn rất rộng. Gần chỗ ngôi nhà, ông đặt một trạm đổ xăng. Ông còn cho xây thêm một dãy nhà đơn bằng gỗ dọc theo con đường và cho khách du lịch thuê với giá 3 đô la Mỹ mỗi tối. Phòng ăn, trạm xăng và nhà gỗ đã giúp ông kiếm được 15.000 đô la Mỹ năm đầu tiên. Sang năm thứ hai, ông tiếp tục mở rộng sự nghiệp, xây thêm 50 ngôi nhà gỗ, mỗi ngôi nhà có 3 phòng. Bây giờ ông dành những ngôi nhà đó cho những người dân thành phố xung quanh làm nơi nghỉ mát. Tiền thuê mỗi kỳ là 150 đô la Mỹ. Hơn nữa, những ngôi nhà gỗ kia chẳng hề tiêu tốn của ông một chút tiền nào, bởi vì nó được làm bằng chính số gỗ lấy từ cây cối được trồng trong mảnh đất của ông. Ông viện trưởng học viện lại cho rằng mảnh đất này không có giá trị gì cả. Còn nữa, hình dáng và phong cách độc đáo của những ngôi nhà gỗ lại chính là sự quảng cáo tốt nhất cho kế hoạch mở rộng kiến thiết của ông. Người bình thường nếu dùng nguyên liệu nguyên thủy như vậy để làm nhà chắc được coi là điên rồ. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Ở một nơi cách dãy nhà gỗ của ông không tới 5 km, người đàn ông này lại mua thêm một nông trường cũ kỹ, hoang tàn với diện tích 150 mẫu, mỗi mẫu 25 đô la Mỹ. Còn người bán thì cứ nghĩ rằng đó là cái giá quá cao rồi. Người đàn ông này lập tức xây dựng một đường nước dài 150 mét, dẫn xuống nước ít ỏi vào một chiếc hồ rộng 15 mẫu. Trong hồ nuôi rất nhiều cá. Sau đó ông đem bán nông trường này cho những người thích nghỉ mát ở bên hồ với giá cũng bằng những ngôi nhà kia. Chỉ với cái phẩy tay đơn giản như vậy, ông đã có thể kiếm được tổng cộng 2.500 đô la Mỹ chỉ trong một kỳ nghỉ hè. Chính cái người có tầm nhìn xa và sức tưởng tượng tuyệt vời này lại chưa từng qua một lớp giáo dục chính quy nào. Chính điều này đã cho chúng ta một bài học thực tế. Chỉ cần biết vận dụng nhiều cách thức linh hoạt thì lập tức có thể trở thành một người có giáo dục và quyền thế. Nhân khi nói đến câu chuyện vừa kể ở trên, vị viện trưởng học viện đã bán được miếng đất rộng 50 mẫu với trị giá 500 đô la Mỹ kia đã nói. Hãy thử nghĩ xem. Phần lớn trong chúng ta ở đây có lẽ đều cho rằng người đàn ông kia không có tri thức. Nhưng sau khi anh ta đem sự kém cỏi của mình và mảnh đất hoang 50 mẫu kia kết hợp lại với nhau, lại có thể thu được lợi nhuận cả năm còn vượt xa tổng thu nhập trong 5 năm mà tôi có thể kiếm được nếu chỉ dựa vào cái được gọi là phương thức có giáo dục kia. Triết lý nhân sinh. Trong cuộc sống, những cách nhìn độc đáo và sự quyết đoán luôn quan trọng hơn sự giáo dục và tri thức. Bạn đang nghe trên Audio Cổ Học. Chịu trách nhiệm sản xuất Việt Nguyễn. Đồng tài trợ chương trình Phong Thủy Minh Tuấn. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi hết chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trên những audio tiếp theo. Thân mến!